trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Rất nhiều điệp viên của ta đã chui sâu, leo cao vào hàng ngũ kẻ thù để khai thác tin tức, phục vụ kháng chiến, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Tổ quốc. Trong những con người ấy, lộ diện một nhân vật, một cuộc đời huyền thoại, một nhà tình báo hoàn hảo với hai lần xây dựng thành công vỏ bọc, trở thành một người thân tín của các ông trùm mật vụ trong hai cơ quan đầu não, Sở Nghiên cứu Chính trị và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Đó là một chiến sĩ cách mạng thành công trên cả ba giai đoạn: điệp viên xuất sắc, cán bộ tình báo giỏi và một chỉ huy có tầm nhìn chiến lược, là con át chủ bài của cụm tình báo A-36. Ông là tướng tình báo Đặng Trần Đức, tức Ba Quốc. Chuỗi video số này, Lịch sử quân sự xin gửi đến quý vị những thông tin về cuộc đời của người điệp viên với bí danh Ba Quốc. Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, tức là Ba Quốc. Ông sinh năm 1922 trong một gia đình nghèo ở làng Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Bố của ông là Đặng Trần Trách, chuyên nghề mạ vàng và làm công nhân cho nhà máy in Tiến Bộ sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Trước khi bắt đầu hoạt động tình báo, lý lịch của ông Ba Quốc được tóm tắt ngắn gọn như sau. Tháng 5 năm 1945, 23 tuổi, ông bắt đầu tham gia cách mạng phong trào Việt Minh tại khu Hàng Trống. Cách mạng tháng 8 thành công, ông được bầu là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời xã Thanh Trì, Hà Nội. Tháng 12 năm 1945, ông tham gia vào đoàn thanh niên cứu quốc. Tháng 4 năm 1946, ông vào đoàn công an xung phong, phụ trách việc truy nã trấn áp những kẻ phản động trong Đảng Đại Việt và Quốc Dân Đảng. Thời kỳ kháng chiến toàn quốc, ông làm trung đội trưởng công an xung phong tại mặt trận Khâm Thiên, sau đó là khu trưởng Đức Hòa trong Ủy ban di cư Thanh Sơn, phụ trách và hướng dẫn đồng bào tản cư từ Hà Nội về khu 4. Năm 1949, ông được Sở Công an Hà Nội tuyển chọn và bố trí hoạt động tình báo của mình. Lúc mới vào ngành, ông Ba Quốc được ông Đặng Văn Hàm giới thiệu với gia đình Đàm Y là quận trưởng quận 1 Hàng Trống, là tay chân đắc lực của Tổng trấn Bắc Việt và là bạn cùng sở thân thiết với nhau như anh em ruột. Lúc này ông Ba Quốc xây dựng cho mình một nhân cách ngán ngẩm cách mạng và về Hà Nội để tìm vợ con bị thất lạc. Nhờ thiết lập được mối quan hệ thân tình đặc biệt với ông Đàm Y, ông Ba Quốc gặp thuận lợi trong việc khai lý lịch và làm thẻ căn cước mới. Ông có tên là Nguyễn Văn Tá, và trong thời gian này, ông mất liên lạc với tổ chức, đã nhiều lần ông liều lĩnh tìm cách bắt liên lạc lại, nhưng phải đợi đến 3 năm sau, qua 3 lần bố trí người liên hệ, lúc đấy ông làm đoàn trưởng công an Từ Sơn, ông Ba Quốc mới móc nối được với tổ chức ở một nơi chỉ cách ông chưa đầy 50 km. Trong thời gian ở miền Bắc, có một sự việc diễn ra ngoài ý muốn của ông Ba Quốc khiến ông có nguy cơ bị lộ tung tích, phải chấm dứt hoạt động. Đó là khi ông cùng giao thông viên trên đường trở về chiến khu để học tập và nhận chỉ thị mới. Đến vùng giáp danh, cả hai dẫm phải mìn và bị thương và phải điều trị 14 ngày. Khi về Hà Nội, ông bị Vũ Đình Lý, trưởng công an Hà Nội nghi ngờ. Nhưng vì nể Đàm Y nên không ra lệnh bắt. Vũ Đình Lý cho lập hồ sơ nghi vấn ông là nhân viên công an Việt Cộng, được phái vào hoạt động, và Vũ Đình Lý giao cho cấp dưới tiếp tục theo dõi. Sự kiện ngày 13 tháng 3 năm 1954, toàn bộ pháo binh của quân đội nhân dân Việt Nam đồng loạt khai pháo xuống các cứ điểm, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva kết thúc chiến tranh. Đất nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, và hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất vào 2 năm sau đó. Sau hiệp định Geneva, một đợt di dân vào Nam, số đông là những người Công giáo. Trong dòng người di cư đó, Trung ương Đảng đã chọn những cán bộ ưu tú được lệnh bí mật vào Nam như bà Đinh Thị Vân, ông Vũ Ngọc Nhạ, ông Đặng Trần Đức. Những con người chưa từng hoạt động, chưa từng hoặc rất ít được đào tạo về tình báo, đang đứng trước thách thức mới, nhiệm vụ mới. Hành trang duy nhất họ mang theo là lòng yêu nước, sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng và niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai nước nhà thống nhất. Trở lại câu chuyện của điệp viên Ba Quốc,
để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào Nam mà sau đó kéo dài hơn 20 năm, bản thân ông và gia đình đã phải chịu một việc thiệt thòi, hy sinh mà kênh sẽ đề cập tới những video số sau. Đó là việc gia đình ông bị ly tán mà bản thân ông lại đi xây dựng một gia đình mới. Vì nhiệm vụ và yêu cầu của tổ chức, ông vào Nam với một bản lý lịch mới mang tên Nguyễn Văn Tá, có một vợ đã chết. Lúc này, có một vấn đề gay cấn không biết làm sao giải quyết được. Đó là hồ sơ nghi vấn ông Làm Việt Minh vẫn đang ở chỗ Vũ Đình Lý. Với hồ sơ đó, nếu khi vào Nam chắc chắn ông sẽ bị bắt ngay. Chỉ có cách duy nhất là ông nhờ ông Đàm Y. Với thế lực của mình, ông Đàm Y đã nói với ông Bạch Văn Luy là chánh án tòa án tối cao lúc đó, rút toàn bộ hồ sơ nghi vấn của ông ra khỏi cơ quan công an, chỉ để lại hồ sơ hành chính. Và ông đã vào Nam với tư cách là người trong ngành công an của Pháp, cùng một bản lý lịch hoàn toàn trong sạch, không dính dáng gì đến Việt Minh. Kế hoạch bắt đầu đưa cán bộ tận vào ổ hang của địch, như Huế, Nha Trang, Sài Gòn, nơi nào cũng có tổ chức lực lượng của ta để hoạt động. Thời đó, mỗi cán bộ tình báo như ông Ba Quốc đều có quyền tổ chức lực lượng riêng của mình thành một tổ, mà tổ đó gọi là tổ điệp báo. Ngày 25 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm về nước chính thức tiếp nhận vai trò Thủ tướng miền Nam Việt Nam. Chuyến di cư vào Nam của ông Ba Quốc thành công với thân phận là Nguyễn Văn Tá. Ông Ba Quốc được bố trí làm kế toán viên tại Nha Công an Nam Phận. Tất nhiên, ông không hài lòng với việc đó. Vì làm kế toán thì không thể nào có điều kiện làm đại sự được. Ông cố tìm cách làm sao có thể vào sâu cơ quan cơ mật của địch. Ông cho rằng khi nhận nhiệm vụ làm tình báo quân sự, khi vào hậu phương của địch, ông phải làm hai chức năng. Thứ nhất là báo tin tức về địch thường xuyên và đột xuất. Thứ hai là hành động cách mạng bằng cách vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn của địch chống phá ta, phát hiện cán bộ của ta làm tay sai cho địch và kích động khai thác mâu thuẫn nội bộ địch. Muốn làm được hai chức năng đó, phải chui thật sâu, leo thật cao vào các cơ quan, cơ mật của đối thủ. Nhưng đó là việc hoàn toàn không dễ chút nào. Ông nghĩ mãi chuyện đó trong đầu. Chính vì vậy, khi xuống Hải Phòng để lên tàu vào Nam, ông tìm cách làm quen với những người có máu mặt. Và ông đã cố làm quen, bắt thân với một người Tây Lai, đó là Gina, trưởng phòng nhì của Pháp. Gina nói với ông rằng anh ta biết người Pháp đang có kế hoạch chuyển một số vàng lớn về Pháp. Và Gina gợi ý, nếu ông quen ai có thế lực, tôi sẽ cho biết cụ thể về kế hoạch đó. Tôi muốn có tiền hoa hồng. Thế là tự nhiên ông có được một bảo bối. Tại Sài Gòn, việc đầu tiên ông phải làm là phải tìm xem ở đây ai là người có thế lực nhất bên cạnh gia đình ông Ngô Đình Diệm. Và người đó không ai khác chính là Trần Kim Tuyến. Vì Trần Kim Tuyến là bạn cũ của Ngô Đình Nhu khi đang sống ở Hà Nội. Sau năm 1955, Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống. Ngô Đình Nhu trở thành cố vấn quan trọng của Tổng thống. Trần Kim Tuyến được giao làm nhiệm vụ Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội Phủ Tổng thống, một cơ quan mật vụ chống cộng và bảo vệ chế độ, nắm toàn bộ các nhóm tình báo, mật vụ, cảnh sát đặc biệt và phần nào kiểm soát các đơn vị đặc nhiệm chống đảo chính. Để tiếp cận với bác sĩ Trần Kim Tuyến, ông Ba Quốc đã dày công tìm hiểu và thiết kế một kế hoạch. Ông ra mắt Trần Kim Tuyến bằng thông tin vận chuyển vàng của Pháp mà Gina đã tiết lộ. Ngay sau đó, Trần Kim Tuyến đã giao nhiệm vụ cho ông Ba Quốc đi ngân hàng tìm hiểu và theo dõi xem bao giờ thì người Pháp chuyển vàng xuống tàu và vàng sẽ được chuyển như thế nào. Ông Ba Quốc mang theo 3 người cùng đi làm nhiệm vụ với ông. Trên đường đi tới ngân hàng, ông và 3 người đi theo đột nhiên bị bắt. Người bắt ông Ba Quốc là đại úy Nguyễn Đức Xích, trưởng phòng nhì của Lữ đoàn An ninh Phủ Tổng thống. Người ra lệnh bắt là trung tá Lữ đoàn trưởng Lý Thái Như. Lúc này, ông Ba Quốc rất phân vân, không hiểu vì sao mình bị bắt. Ông đi làm việc cho Phủ Tổng thống mà bị chính người Phủ Tổng thống bắt. Lúc này, ông nghĩ thế là hết rồi. Chắc là địch đã phát hiện ra tung tích đã bị lộ. Lúc này ông nghĩ trong đầu, một chặng đường mới chưa bắt đầu mà coi như đã hết. Một buổi sáng nằm trong buồng giam, ông Ba Quốc bỗng nghe một tiếng xoạt nhẹ, một mảnh giấy vo tròn ai đó vứt vào sàn nhà. Ông nhặt lên, mở ra đọc, trong đó có một dòng chữ: bọn em bị chúng tra tấn rất tàn bạo, chúng bắt bọn em khai anh và bọn em nhận lệnh của bác sĩ Tuyến ám sát trung tá Lý Thanh Như, Lữ đoàn trưởng An ninh Phủ Tổng thống và đại tá Nguyễn Cao, tham mưu trưởng Phủ Tổng thống. Đó là mảnh giấy do người của ông bị giam ở dưới tìm cách ném lên. Ông nhớ lại, nhận được mảnh giấy đó, ông thở vào nhẹ nhõm. Ông biết
mình đã rơi vào chỗ mâu thuẫn nội bộ giữa đám tay chân của Ngô Đình Cẩn là Trung tá Như và tay chân của ông Ngô Đình Nhu, tức là bác sĩ Tuyến. Ông chờ đợi và nghĩ cách đối phó, nghĩ cách khai thác mâu thuẫn này. Nằm trong phòng giam mà ông cảm thấy lý thú vô cùng. Chừng một tuần lễ sau, đại úy Xích vào phòng giam gặp ông. Ông Xích bảo: "Anh cứ yên tâm, tôi tuy là trưởng phòng nhì của ông Như, nhưng là người của bác sĩ Tuyến. Bác sĩ Tuyến bảo tôi sẽ lo cho anh ra." Nghe đại úy Xích nói những lời như vậy, ông nghĩ ngay đây là một thủ đoạn của Lý Thái Như. Chưa biết chúng sẽ bày trò gì đây, nhưng ông vẫn lật bài ngửa với ông Xích. "Tôi chưa biết ông là người của ai, nhưng dù anh là người của ai đi nữa, thì tôi vẫn kính trọng bác sĩ Tuyến. Ông ấy là người có đạo đức, còn ông Như là người bậy bạ." Đại úy Xích ra về không nói gì thêm. Khoảng 10 ngày tiếp đó, cũng vào một buổi sáng, một người lính vào mở cửa buồng giam dẫn ông đi. Ông nghĩ chắc chúng sẽ đưa ông đi tra tấn, nhưng không phải. Chúng đưa ông đến một căn phòng rộng, ở giữa có một cái bàn có một người ngồi. Đứng một bên là ba người đàn em của ông, còn đứng phía bên kia là Trung tá Như và những người của ông ta. Ông Ba Quốc bị dẫn vào tra khảo. Ông kể đúng sự thật, từ chuyện bác sĩ Tuyến giao nhiệm vụ ông đi theo dõi vụ Pháp chuyển vàng từ ngân hàng về Pháp, đến việc bị người của Trung tá Như bắt giam trên đường làm nhiệm vụ. Kể xong, ông chỉ tay vào ông Lý Thái Như nói phịa thêm: "Cách đây 3 ngày, ông Như một mình tới buồng giam, đưa tôi lên xe jeep chở đến sông Nhà Bè, bắt tôi phải ký vào một biên bản đã đánh máy sẵn với nội dung là tôi nhận lệnh của bác sĩ Tuyến đến ám sát Trung tá Như và Đại tá Cao. Tất nhiên, việc đó là bịa đặt, sai sự thật nên tôi không ký. Ông Như cho tôi một thời gian suy nghĩ và dọa rằng nếu tôi không ký, ông ta sẽ bỏ tôi vào bao quẳng xuống sông." Ông Lý Thái Như nghe đến đó há hốc mồm, rồi nổi sung lên, định xông vào đánh ông. Nhưng người ngồi giữa trợn mắt quát: "Ông không được làm vậy, tôi là người của Tổng thống. Trước mặt tôi mà ông còn có thái độ như vậy, huống hồ. Thôi, ngày mai mời ông và người của ông dẫn ông tá và người của ông tá tới dinh Tổng thống. Tổng thống sẽ trực tiếp xử lý vụ này." Quay sang ông, người đại diện Tổng thống nói tiếp: "Tôi cũng báo cho ông tá biết là ông hãy yên tâm, cũng đã báo hết cho tôi nghe chuyện này rồi." Nhìn nét mặt của Trung tá Như, ông thấy ông ta không giấu được vẻ lo lắng. Ông ta lo lắng tột độ. Sau đó, Lý Thái Như đưa ông Ba Quốc về phòng của ông ta, lấy rượu mời ông và tỏ ra rất ân hận. Ông Như bật khóc và nói với ông Như năn nỉ: "Mong anh thương tình, ngày mai vào gặp Tổng thống mà anh nói như thế này thì sự nghiệp của tôi tan thành mây khói." Ông trả lời lấp lửng: "Trung tá làm sao thì tôi cũng làm như vậy mà." Sáng hôm sau, Lý Thái Như và người của ông ta đưa ông Ba Quốc và anh em tới hầm của Dinh Độc Lập. Tại đây bác sĩ Trần Kim Tuyến và mấy người khác chờ sẵn, nhưng Ngô Đình Diệm bận tiếp khách nhưng không đến giải quyết được. Lúc này phía bác sĩ Tuyến vui như thắng trận, đưa ông Ba Quốc về cơ quan như một người hùng, rồi thưởng cho ông Ba Quốc 1.000 đồng. Một tháng sau, Trung tá Lý Thái Như bị cách chức, bác sĩ Tuyến được bổ nhiệm làm giám đốc sở nghiên cứu chính trị xã hội, gọi là cơ quan mật vụ phủ Tổng thống, thay Vũ Tiến Huân. Vụ vàng này tuy không thành công, nhưng ông Ba Quốc lúc này mang tên là Nguyễn Văn Tá, được chiếm lòng tin của ông Trần Kim Tuyến, chính thức trở thành nhân viên sở nghiên cứu chính trị. Bước đi ngoạn mục này được chính Trần Kim Tuyến gọi là trong trường hợp đặc biệt, vì ông không phải đảng viên cần lao để tạo cơ sở vững chắc cho vỏ bọc mới. Theo lời khuyên của Trần Kim Tuyến, ông đã cho gia đình theo học công giáo để con học trường dòng và nhận Hoàng Ngọc Điệp, phó giám đốc sở nghiên cứu chính trị, làm cha đỡ đầu. Kính thưa quý vị, rồi đây cuộc đời hoạt động tình báo của ông như thế nào? Những bước tiến thân, đi sâu vào lòng địch nhằm mục đích lấy những thông tin quan trọng để cung cấp cho cách mạng ra sao? Chúng ta sẽ đón xem vào số sau trên kênh Lịch Sử Quân Sự. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị và các bạn, ở số trước chúng ta đã biết được cách ông Ba Quốc xâm nhập vào trong lòng địch như thế nào và xây dựng thương hiệu bản thân ra sao để lấy lòng tin từ địch. Nhưng ông cũng gặp không ít rủi ro khi leo cao vào vị trí cận kề kẻ thù nhất. Làm sao ông có thể đảm bảo an toàn trong hơn 20 năm trời tại một nơi mà mọi sai lầm phải trả giá bằng tính mạng của mình? Chúng ta cùng Lịch Sử Quân Sự tìm hiểu cách thức hoạt động của ông khi nằm sâu trong hang sói.
Ông Ba Quốc đã từng nói rằng, trong lòng địch thì một cái nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo được liên lạc tuyệt đối bí mật. Trong cuộc sống bình thường hàng ngày, phải làm sao cùng chung suy nghĩ với cách suy nghĩ của địch, hành sự theo cách hành xử của địch, sống chan hòa với tất cả mọi người, tiếp cận với nhiều tầng lớp cấp cao của địch càng được nhiều càng tốt, thì mới đảm bảo an toàn, thực hiện được mục tiêu lấy tin tức. Trong thời gian đó, để củng cố quyền lực và bảo vệ chế độ Tổng thống, Ngô Đình Diệm đã thực thi hàng loạt biện pháp cứng rắn, đặc biệt là chính sách tố cộng, diệt cộng, đẩy miền Nam vào một giai đoạn lịch sử đen tối hãi hùng. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã mở nhiều cuộc đàn áp những người chống đối trên toàn miền Nam, với máy chém là hình thức tử hình man rợ nhất. Đến năm 1960, đã có 466.000 đảng viên Cộng sản và những người yêu nước bị bắt. Chế độ Ngô Đình Diệm ngay sau khi hình thành đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Đó là mâu thuẫn giữa anh em nhà họ Ngô, đó là Ngô Đình Nhu với Ngô Đình Cẩn. Tuy là lãnh chúa miền Trung, nhưng Ngô Đình Cẩn vẫn thò tay rất sâu vào hầu hết các vấn đề ở Sài Gòn, nhất là vấn đề nhân sự. Ngô Đình Cẩn muốn tìm cách đưa người thân tín gốc miền Trung của mình vào các cương vị trọng yếu trong chế độ, nhưng còn Ngô Đình Nhu thì thích dùng người Bắc di cư. Thời gian đó Ngô Đình Nhu đặc biệt tin tưởng Trần Kim Tuyến, còn Ngô Đình Cẩn thì rất ghét ông Tuyến, muốn đưa người của ông ta thay Tuyến. Vì vậy mới có chuyện đàn em của ông Cẩn tìm cách hãm hại ông Tuyến, và nhân vật chính của chúng ta đã khai thác một cách ngoạn mục sự cố đó. Để củng cố vị trí của mình trong cơ quan mật vụ phủ Tổng thống, trong bối cảnh anh em họ Ngô đối chọi với nhau như vậy, câu hỏi đặt ra là ông Ba Quốc đã tạo lòng tin thế nào đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Trần Kim Tuyến. Trở thành chuyên viên của Sở Nghiên cứu Chính trị, ông Ba Quốc tập trung nghiên cứu tất cả những công việc cơ quan này và bắt đầu khai thác những gì có thể khai thác. Và chính sau này, ông Ba Quốc đã chia sẻ: "Tôi không được đào tạo gì nhiều, học vấn cũng vậy mà nghiệp vụ tình báo cũng vậy. Chỉ đến khi vào trong lòng địch, tôi mới tự học. Ban đầu tôi hơi lo vì vào đây tiếp xúc với toàn là luật sư, bác sĩ, trí thức mà mình từ miền Bắc vào, trông nhà quê lắm. Nhưng sau một thời gian học hỏi, thích nghi, tôi thấy bọn họ cũng không hơn gì mình, cả về kiến thức, về nghiệp vụ. Từ đó, tôi thấy tự tin hơn." Chính vì vậy, ông đã làm việc tận tụy, chu đáo, mẫn cán để tạo lòng tin với Trần Kim Tuyến. Vừa thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc hàng ngày, ông vừa nhanh chóng tìm hiểu để biết rõ những cái mạnh và cái yếu của cơ quan mật vụ phủ Tổng thống, chức năng, nhiệm vụ và các thủ đoạn của nó. Năm 1956, Mỹ cấp cho Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội 50 triệu đồng tiền Sài Gòn lúc đó để tổ chức biệt kích đánh phá miền Bắc. Biệt kích thì chọn những người Công giáo di cư để người Mỹ huấn luyện, và với số tiền đó thì dùng để mua một chiếc tàu Viễn Dương loại tốt. Nhưng bác sĩ Tuyến lại quan tâm đến việc khách nhiều hơn, nên ông ta đã dùng 30 triệu để chi cho công việc của Đảng Cần Lao và củng cố Tổng Liên đoàn Lao động của Bùi Lượng để chống lại Tổng Liên đoàn Lao công của Trần Quốc Biểu do Mỹ khống chế. Số tiền còn lại đi mua tàu bị phòng 4 ăn bớt một ít, và chính người đi mua ăn bớt một ít nữa nên chỉ mua được chiếc tàu cũ nát không ra gì. Sau chương trình đó, Mỹ vẫn nhận được tin tức về miền Bắc, nhưng người Mỹ vẫn sinh nghi, bởi họ kiểm tra những tin tức đó thấy không phải gửi trực tiếp từ Hà Nội mà lấy từ người của Trần Kim Tuyến ở Lào và Campuchia. Được một thời gian, người Mỹ yêu cầu kiểm soát chương trình này. Để đối phó, Trần Kim Tuyến tạo ra sự cố, cho tàu nổ luôn ngoài khơi và thuyền trưởng, thuyền phó nhảy trước khỏi tàu để thoát nạn. Điều này cho thấy chính quyền Ngô Đình Diệm và bản thân Trần Kim Tuyến nhận viện trợ của Mỹ mà bắt đầu qua mặt người Mỹ như thế nào. Những việc đại loại như thế, ông Ba Quốc đều theo dõi kỹ để biết địch, biết ta. Năm 1956, địch bắt đầu đánh phá ác liệt các cơ sở nằm vùng của Việt Cộng, sục sôi với các bắt bớ tố cộng diệt cộng. Tháng 5 năm 1958, ông Ba Hội, người chỉ huy trực tiếp của ông Ba Quốc bị bắt. Một lần nữa, ông Ba Quốc lại mất liên lạc với tổ chức. Giữa lúc ông Ba Quốc cảm thấy cô đơn nhất khi một mình trong hang sói, thì Trần Kim Tuyến bất ngờ giao cho ông thực hiện một kế hoạch đặc biệt quan trọng. Ông Ba Quốc phải ra một quyết định sinh tử. Ông được lệnh phải theo dõi Huỳnh Kim Hiệp, là người của ta đang làm trong đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định, để chúng tổ chức bắt 10 nhân vật quan trọng trong đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định. Đó là một vụ án cực kỳ quan trọng mà đích thân Ngô Đình Nhu phải chỉ đạo trực tiếp và theo dõi từng ngày một. Nhưng ông Ba Quốc đã biết được
Huỳnh Kim Hiệp đã phản bội, làm tay sai cho Trần Kim Tuyến. Hiệp đã nhiều lần đến sở nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến, báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức cách mạng ở Sài Gòn. Ông Ba Quốc được giao quản lý, khai thác Huỳnh Kim Hiệp. Hiệp trực tiếp báo cáo tình hình hàng ngày cho ông. Ông trả lương cho hắn mỗi tháng 1.000 đồng. Trần Kim Tuyến cũng giao cho ông hai đội ngoại tuyến để theo dõi toàn bộ hoạt động của đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định của ta. Hiệp báo tất cả danh sách đặc khu ủy gồm bí thư và 9 đặc khu ủy viên, nơi ở và các hoạt động hàng ngày của họ. Ông Ba Quốc dùng hai đội ngoại tuyến đi theo dõi mọi hoạt động của đặc khu ủy. Đây là một vụ án đặc biệt nên Ngô Đình Nhu trực tiếp theo dõi. Ông Ba Quốc phải làm báo cáo mọi diễn biến hàng ngày của từng thành viên trong khu ủy trình lên Trần Kim Tuyến để ông Tuyến báo cáo lên Ngô Đình Nhu. Đây quả là một vụ hết sức cam go, làm sao để báo cáo về cho cấp trên, về đồng đội của mình được. Những người trong đặc khu ủy lúc đó đang ở trong nội thành Sài Gòn, trong đó có bí thư tên là Trình Văn Thanh, làm nghề sửa radio ở trên đường Nguyễn Trãi. Còn 9 người nữa, mỗi người làm việc ở mỗi địa điểm khác nhau, rải rác trong thành phố. Thông qua các đội ngoại tuyến của mình, ông đã nắm được hết cả lý lịch, hình ảnh, quy luật hoạt động, biết đồng đội đang gặp nguy hiểm. Nhưng ông không thể nào báo tin này cho tổ chức của mình được, vì lúc này chỉ huy của ông là ông Ba Hội đã bị bắt. Ông Ba Quốc không biết liên lạc với ai. Và trong giai đoạn này, địch theo dõi rất chặt chẽ, ông không thể cũng như không có thời gian để báo cáo. Vì vậy, lần này ông phải ứng biến. Suốt trong thời gian theo dõi, ông Ba Quốc luôn luôn nghĩ cách tốt nhất để cứu những người này. Nhưng ông hoạt động đơn thương độc mã, nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách. Nếu để lộ thì ông sẽ mất mạng. Ông cho rằng mạng sống của ông là một chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là nếu ông bị lộ thì chắc chắn những người kia sẽ bị tóm gọn và sẽ lộ hết những đường dây điệp báo. Giữa lúc cam go đó thì có một sự cố xảy ra hết sức nguy hiểm. Có một công văn bên Tổng Nha Cảnh sát gửi sang Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội kèm theo lệnh truy bắt một người có tên là Thọ. Thọ là ai vậy? Ông cũng thắc mắc, nhưng sau cùng mới biết Thọ chính là ông Ba Quốc. Sau cùng, ông nghĩ mãi mới ra, đó là trước đây khi ông Ba Hội liên lạc với ông Ba Quốc trước đó, thỉnh thoảng hai người có đến nhà một người tên là Tài Luy. Tài Luy làm tài xế bên Bộ Tư pháp. Những lần gặp Tài Luy, ông Ba Hội gọi tên ông Ba Quốc là Thọ. Lúc ông Ba Hội bị bắt thì Tài Luy cũng bị bắt luôn. Ông Ba Hội bị địch tra tấn vô cùng tàn bạo, nhưng ông vẫn kiên trung bất khuất, không những không khai báo mà còn không để lộ bất cứ một dấu hiệu nào để địch có thể lần ra dấu tích của đồng đội. Đó cũng là niềm khích lệ rất lớn đối với ông Ba Quốc trong suốt cả cuộc đời hoạt động tình báo của mình. Nhưng Tài Luy thì khác. Anh ta đã khai ra ông Ba Quốc. Anh ta khai người mang tên Thọ làm ở Tổng Nha Cảnh sát, kèm theo bản mô tả hình dáng. Tài Luy chỉ có biết ông tên là Thọ thôi, không biết tên khác. Bên Tổng Nha điều tra, căn cứ vào hình dáng cũng nghi vấn ông nên gửi công văn yêu cầu truy bắt. Câu hỏi đặt ra, lúc đó ông Ba Quốc đã đối phó với chuyện này như thế nào? Một chuyện hết sức hài hước, đó là công văn đó gửi cho văn phòng đưa trực tiếp cho Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến giao hồ sơ đó cho ông Ba Quốc và nói, anh điều tra xem đó là thằng nào. Lúc này, ông suy nghĩ mãi làm sao để nghĩ ra cách thoát nạn này. Thế là ông Ba Quốc giao việc đó cho phòng 1, Sở Nghiên cứu Chính trị, ém luôn bản mô tả về hình dáng, bảo họ điều tra có ai tên là Thọ từ Tổng Nha chuyển sang không. Sau khi thẩm tra hồ sơ, phòng 1 bảo không có ai tên là Thọ từ Tổng Nha chuyển sang. Ông báo lại cho Trần Kim Tuyến, bác sĩ Tuyến cũng tin như vậy, không yêu cầu điều tra thêm, thế là ông thoát nạn. Trở lại đặc vụ khu ủy, sau 3 tháng theo dõi vụ án, Ngô Đình Nhu đột nhiên quyết định phá án. Kế hoạch của hắn hốt gọn đặc khu ủy được giao cho Giám đốc An ninh Quân đội Nguyễn Văn Thăng. Ông Ba Quốc có nhiệm vụ theo dõi, ông phải bàn giao toàn bộ hồ sơ, nhận dạng, địa điểm của toàn bộ các thành viên đặc khu ủy cho Đại úy Nguyễn Văn Thăng để lực lượng An ninh Quân đội tiến hành bắt. Kế hoạch phá án hết sức chặt chẽ và bí mật hoàn toàn. Đến nước này thì ông đành phải liều, nên ông cố tình bàn giao cho Đại úy Thăng vào ngày thứ 6 tuần trước. Đại úy Thăng và người của anh ta có 3 ngày để theo dõi, nghiên cứu địa hình ở tất cả những nơi có người của đặc khu ủy. Trong thời gian đó, ông sẽ kịp thực hiện kế hoạch của mình. Khi bàn giao xong đâu vào đó, ông Ba Quốc đến ngay tiệm radio đường Nguyễn Trãi, nơi ông Trình Văn Thanh đang làm nghề công khai. Ông phải đến ngay lúc người của ông đã chấm dứt theo dõi và người của Đại úy Thăng chưa kịp triển khai hệ thống theo dõi,
như vậy mới đảm bảo an toàn. Lúc ông đến, thấy ông Thanh đang sửa gyro bên trong, ông đã nhìn kỹ nên biết ngay đây là bí thư đặc khu ủy. Tưởng ông là khách hàng nên ông Thanh hỏi ông cần gì. Ông Ba Quốc không trả lời mà tranh thủ nói nhanh với ông Thanh. Thằng Huỳnh Kim Hiệp đã phản bội. Sáng thứ hai anh và toàn bộ người của anh sẽ bị chúng bắt hết. Nói xong ông đi ngay. Thấy ông Thanh vẫn còn ngẩn người nhìn theo, báo được tin cho ông Thanh, ông Ba Quốc hết sức lo lắng nhưng cũng yên tâm. Vì nhận được tin đó, ông Thanh và những người trong đặc khu ủy sẽ có cách thoát nạn. Nhưng lo lắng hơn khi kế hoạch phá án của Ngô Đình Nhu không thành công, chúng sẽ truy thông tin lộ từ đâu. Nếu tìm ra ông đã điệp báo thì chỉ có chết. Sau 3 ngày theo dõi, sáng thứ hai bọn chúng thực hiện việc bắt người. Từng nhóm được triển khai đến các địa điểm khác nhau. Nguyễn Văn Thăng dẫn một toán lính đến bắt ông Trình Văn Thanh. Ông Ba Quốc cũng cùng đi với ông Thăng để theo dõi. Hai chiếc xe Jeep đậu núp vào hàng cây gần tiệm sửa radio và 5 chiếc mô tô núp quanh đó chờ đợi. Mục đích của chúng là bắt cóc ông Thanh ngay trên đường để tránh bứt dây động rừng. Lúc đó ông Ba Quốc rất hồi hộp nhưng tất nhiên vẫn giữ được khuôn mặt bình thản. Đúng 7:30, thấy ông Thanh lù lù dắt chiếc xe gắn máy từ tiệm radio lên đường Nguyễn Trãi. Ông Ba Quốc hơi hốt hoảng, bụng bảo dạ, thôi chết rồi. Mình đã nói rõ như thế mà cha này tự dẫn thân vào miệng cọp. Nhưng một thoáng sau ông lại nghĩ, chắc là cha này kêu, nếu vậy thì cha này sẽ có cách. Ông dán mắt vào ông Thanh quan sát, thấy ông chống chân xe máy lên, đạp cho nổ máy. Cùng lúc đó hai chiếc xe Jeep và 5 chiếc mô tô cũng nổ máy. Ông cho xe nổ máy xong, nhìn lại phía sau nhếch mép cười, rồi chạy thẳng. Khi nhìn ông Thanh nhếch mép cười, ông Ba Quốc nghĩ, chà chà, chắc là cha này có âm mưu gì rồi. Lập tức hai chiếc xe Jeep và toán mô tô của an ninh quân đội rượt theo. Tim ông Ba Quốc như đứng lại, mặc dù bên ngoài hoàn toàn bình tĩnh. Ông Thanh chạy được một đoạn, đến chợ An Đông, lóa một cái, ông Thanh bốc xe lên vỉa hè. Hai chiếc xe Jeep và toán mô tô cứ thế rượt tới, Thắng không kịp lao ngay vào mấy chiếc xe xích lô. Lập tức, mấy anh xích lô và một đám đông dân chúng chặn xe của bọn an ninh quân đội lại, đòi bắt đền. Thừa cơ, ông Trình Văn Thanh chạy vào chợ An Đông trốn mất, còn 9 người kia cũng trốn thoát và chúng không bắt được ai cả. Để sổng những người kia, Ngô Đình Nhu lồng lộn lên, sự việc nghiêm trọng tới mức Nguyễn Văn Thăng bị mất chức giám đốc an ninh quân đội. Huỳnh Kim Hiệp cũng tự nhiên biến mất. Mãi sau ngày giải phóng gặp lại Trình Văn Thanh, ông Ba Quốc mới được biết Trình Văn Thanh quyết định chạy trốn vào buổi sáng để cán bộ trong đặc khu ủy Sài Gòn ra định kịp sơ tán trong đêm. Kế hoạch bảo vệ Trình Văn Thanh đã được vạch ra rất chu đáo. Vì thời gian đó họ đã phát hiện ra Huỳnh Kim Hiệp là tên chỉ điểm. Đặc khu ủy cũng đã báo cáo vụ việc lên cấp trên và lời khuyên giữ kín vụ việc. Còn ông Ba Quốc thì vô can, vì trước đó ông đã bàn giao toàn bộ cho an ninh quân đội, không còn trách nhiệm gì nữa. Có một điều đặc biệt là khi liều mạng báo tin cho Trình Văn Thanh, ông Ba Quốc không biết đó là ai, cũng không biết ông Thanh có chức vụ gì. Chỉ mơ hồ biết ông Thanh là bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định. Mãi sau này mới biết ông Trình Văn Thanh chính là ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cho thấy sự gan dạ, quả cảm của ông Ba Quốc khi cứu đồng đội, đồng thời cũng cho ta thấy việc ông hoạt động đơn tuyến nguy hiểm như thế nào. Bằng hoạt động bảo hiểm của mình, ông Ba Quốc đã bảo vệ được một tổ chức đảng có vị trí rất quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam. Đến đây, chắc quý vị cũng thắc mắc, lúc đó ông Ba Quốc đã bàn giao toàn bộ công việc cho an ninh quân đội, nên về nguyên tắc thì ông không chịu trách nhiệm gì. Nhưng Trần Kim Tuyến có nghi ngờ gì ông không? Trần Kim Tuyến không tỏ ra chút nghi ngờ nào, vẫn tin tưởng tuyệt đối. Ngay sau vụ đó, bác sĩ Tuyến giao cho ông hai nhiệm vụ hết sức nguy hiểm: ám sát ông Hoàng Sihanouk của Campuchia và bắt ba lãnh tụ Hòa Hảo, một giáo phái chuyên phá rối không bao giờ muốn phục tùng chế độ Ngô Đình Diệm. Sihanouk là người rất ủng hộ Hà Nội. Nếu bây giờ bị ám sát để người khác lên thay thì liệu rằng Campuchia có giúp mình đánh đuổi Mỹ nữa hay không? Cùng với đó, giáo phái Hòa Hảo cũng vậy. Đây là một giáo phái có lực lượng vũ trang hùng hậu ở vùng Tây Nam Bộ lúc đó. Bây giờ nếu đi bắt người đứng đầu giáo phái mang về cho Ngô Đình Nhu thì tự nhiên lại làm khó cho Hà Nội của mình. Vậy ông đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Nhiệm vụ này có thành công hay không? Và những nguy hiểm gì? Tất cả câu trả lời sẽ có vào số sau, phát sóng vào lúc 19:30. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong số trước, chúng ta hiểu rõ về tình báo ba quốc, giải cứu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong gang tấc vô cùng gay cấn và nguy hiểm. Thế nhưng, ông không hề bị lộ mà vẫn được tin tưởng tuyệt đối, thậm chí còn được giao hai nhiệm vụ mới, đó là ám sát ông Hoàng Sihanouk và bắt lãnh đạo giáo phái Hòa Hảo. Đây là hai việc mà ông ba quốc không hề muốn làm, nhưng đang nằm sâu trong lòng địch, ông bắt buộc phải làm. Với đặc thù của nghề tình báo, ông phải vắt óc suy nghĩ làm sao để có lợi cho quân ta, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được uy tín đối với lãnh đạo trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa, để làm sao có thể duy trì việc moi móc thông tin. Vậy ông giải quyết việc này như thế nào? Chúng ta cùng lịch sử quân sự tìm hiểu qua video số này. Lúc mới lên nắm quyền, anh em nhà Ngô Đình Diệm đã bị các giáo phái vũ trang Cao Đài, Hòa Hảo và quân Bình Xuyên gây rất nhiều khó khăn. Các nhóm vũ trang này trước đây được người Pháp hậu thuẫn. Khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, họ muốn lập các lãnh địa, không phục tùng chính quyền Ngô Đình Diệm. Đây là những cái gai trong mắt của Ngô Đình Diệm, bởi các giáo phái này chuyên chống phá và không phục tùng chính quyền Ngô Đình Diệm. Vậy nên, liên tục trong những năm 1955 đến năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm đã phải mở nhiều chiến dịch truy quét, đồng thời dùng các thủ đoạn để vô hiệu hóa những người cầm đầu nhằm dẹp cho được lực lượng này. Năm 1956, nhân tiện có vụ lũ lụt ở miền Tây, Mỹ đã có ý định đưa thủy quân lục chiến xuống để cứu lũ, nhưng thực tế là để nắm quân đội Hòa Hảo đang được Mỹ đứng sau hậu thuẫn. Còn chế độ Ngô Đình Diệm không muốn Mỹ nhúng sâu vào bộ máy chính quyền của mình. Chính vì thế, Ngô Đình Nhu rất sốt ruột, sợ Mỹ nắm được Hòa Hảo rồi sau đó kiểm soát toàn bộ quyền lực thì anh em nhà họ Ngô sẽ trở thành bù nhìn, Mỹ bảo gì làm đó chứ không còn tiếng nói. Ngô Đình Nhu sốt ruột về điều này, đích thân viết thư cho Trịnh Quốc Khánh, lãnh tụ của giáo phái Hòa Hảo, để dàn xếp thống nhất lực lượng giữa Hòa Hảo và quân đội quốc gia. Trịnh Quốc Khánh nhận được thư, lập tức nhận lời mời. Lúc này Ngô Đình Nhu ra lệnh cho Trần Kim Tuyến, Trần Kim Tuyến lại lệnh cho ông ba quốc xuống để mời Khánh về. Nói là mời, nhưng thực chất là lừa Khánh đến địa bàn của Nhu để Ngô Đình Nhu ám sát Khánh. Sứ mạng của ông ba quốc là xuống mời Khánh về, nhưng đây là một sứ mạng cực kỳ nguy hiểm. Liệu rằng khi ông ba quốc xuống tới đất giáo phái Hòa Hảo, có còn giữ được tính mạng mình nữa hay không? Bởi trước đây, chỉ huy quân sự giáo phái này là Ba Cụt được chỉ huy trưởng tỉnh Cần Thơ mời ra thương thuyết, nhưng rồi bắt Ba Cụt và giết đi. Trịnh Quốc Khánh thừa biết việc này, lần này làm sao mà Trịnh Quốc Khánh có thể tin Ngô Đình Nhu được? Và liệu rằng Khánh nhận lời Ngô Đình Nhu có phải là một cú lừa hay không? Mà Khánh đã không tin Ngô Đình Nhu thì lấy gì đảm bảo rằng Khánh không giết ông Ba Quốc? Trong khi đó, ông Ba Quốc lấy danh nghĩa là người của Nhu xuống để rước Khánh lên. Việc này khác gì dâng mồi cho cọp. Bởi vậy, chuyến đi lần này chết nhiều hơn sống. Ông Ba Quốc không nhận lời xuống đó thì không được, vì nếu không xuống thì không còn tín nhiệm trong mắt Trần Kim Tuyến và Ngô Đình Nhu, thì làm sao khai thác được thông tin nữa? Biết rằng là vậy, buộc ông Ba Quốc quyết định đánh cược với tính mạng của mình. Lúc này, ông phải cân nhắc đến chiến lược đàm phán. Liệu rằng sẽ đàm phán với chiến lược rắn hay mềm? Nếu rắn thì ông cho quân đội phục kích quanh đó, quấn bom quanh người. Nếu có sự việc bất chắc thì ông đánh bom cả quân nhà Khánh. Nếu như vậy thì ông cũng chết. Đây là kế ngắn hạn, ông liệu có thoát hay không? Còn đàm phán với chiến lược mềm thì đi tay không và đánh bài tâm lý, nói tất cả suy nghĩ của mình với tất cả sự chân thành cho Khánh. Suy xét thiệt hơn, ông chọn đặt tính mạng của mình, quyết định đàm phán với Khánh. Ông đi mang theo ba người. Khi gặp Trịnh Quốc Khánh, ông Khánh nói bức thư của Ngô Đình Nhu và bảo rằng ông được Nhu cử đến mời Khánh về Sài Gòn. Khánh đã tiếp ông rất trịnh trọng ngay trong tổ đình. Nhưng ông Ba Quốc không thể nói ngay mà tranh thủ gặp riêng Khánh và nói thẳng suy nghĩ của mình như sau. Một bên thì giáp tâm muốn bắt, một bên thì nằm im chờ thời cơ. Tôi đến đây là theo lệnh của ông Nhu, nhưng về phía cá nhân thì tôi rất có cảm tình với các ông. Ông hãy nhớ rằng không bao giờ là sự phối hợp giữa quân đội của ông với quân đội của chính phủ cả. Vì vậy tôi khuyên ông không về Sài Gòn. Lời khuyên chân thành của ông Ba Quốc đã tạo thiện cảm với Trịnh Quốc Khánh. Nó cũng giúp ông Ba Quốc bảo toàn được tính mạng của mình. Nhưng ông Khánh vẫn quyết định ra gặp ông Nhu. Với sự chân thành của ông Ba Quốc, Khánh hiểu rằng có người trong phe địch đang ủng hộ mình. Thế nên đằng nào cũng phải nói chuyện cho ra lẽ với Ngô Đình Nhu về việc ông ta đàn áp giáo phái Hòa Hảo. Tội gì mà không tranh thủ sự ủng hộ của địch để ra gặp luôn.
Câu hỏi đặt ra là ông khuyên ông Khánh như vậy, không sợ ông Khánh sẽ nói với ông Ngô Đình Nhu chuyện ông chia rẽ kích động sao? Tất nhiên là việc này khiến ông rất lo lắng. Ông Ba Quốc rất hiểu hậu quả của việc này. Thế nhưng nằm trong tầm tay mà xử lý trước được thì phải xử lý trước, còn hậu quả như thế nào tính sau chứ không thể nào tính hết được. Rất may là ông Khánh về gặp ông Ngô Đình Nhu không nói gì về việc đó cả. Việc này cho thấy ông tôn trọng nguyên tắc làm tình báo như thế nào, khi việc làm tình báo phải kích động và khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch. Sáng hôm sau, ông Ba Quốc đưa Khánh về Sài Gòn. Để an tâm, Khánh yêu cầu xe ông ta đi để tài xế của ông ta lái. Đi được nửa đường, xe của ông Khánh bỗng vọt trước với mưu đồ chạy trốn. Ông Ba Quốc rượt theo, sau mấy lần mới đuổi kịp. Ông Ba Quốc thấy không ổn, bèn cho người của ông còng tay ông Khánh đưa về Sài Gòn, đem giam ở trại giam Gia Định. Đến đây chắc quý vị cũng thắc mắc tại sao ông Ba Quốc khuyên ông Khánh đừng về, nhưng sau đó lại bắt Khánh. Chúng ta phải hiểu rằng, nếu khi Khánh ở trong căn cứ của mình mà không đi thì ông không sao, nhưng đã dẫn đi trên đường mà chạy trốn thì ông Ba Quốc sẽ lãnh đủ trách nhiệm. Vậy nên ông không dại gì mà để tuột mất Khánh. Ngô Đình Nhu rất hài lòng về năng lực của ông Ba Quốc, còn Trịnh Quốc Khánh thì rất biết ơn ông vì ông có thiện chí. Ông Ba Quốc bảo với ông Khánh rằng ông rất tiếc khi phải hành động như vậy với ông ta, vì ông không còn cách nào khác. Khánh cho biết rằng ông ta nhận lời về Sài Gòn là chỉ mượn đường chạy thôi. Ông ta biết rõ Ngô Đình Nhu không chỉ muốn bắt ông ta mà muốn bắt cả ông Văn Phúc và những lãnh tụ hòa hảo khác nữa. Chính vì vậy mà Khánh về để cho đồng đội kịp thời chạy trốn. Trịnh Quốc Khánh bị giam một thời gian rồi lại thả ra. Vậy vì sao Ngô Đình Nhu không giết Khánh? Nếu giết Khánh, chắc chắn thì sẽ sinh to chuyện. Giáo phái hòa hảo lúc đó là cả một hệ thống, có giáo dân, có quân đội. Giết Khánh, họ nổi loạn lên thì Ngô Đình Nhu sẽ mất lòng tin của dân. Đối với lực lượng của hòa hảo, cuối cùng Ngô Đình Nhu cũng dẹp được, rồi sát nhập lực lượng vũ trang của giáo phái này vào quân đội quốc gia. Bài toán rất khó, nhưng cuối cùng thì ông Ba Quốc cũng giải được nó trọn vẹn cả đôi đường. Hai bên đều vui vẻ, đặc biệt là ông không bị lộ. Đang trong nhiệm vụ với Trịnh Quốc Khánh, thì ông Ba Quốc lại được tuyến giao thêm nhiệm vụ mới, đó là ám sát ông Hoàng Sinh Han Ốc. Đối với ông, việc ám sát này thì rất đơn giản. Nhưng làm sao để việc ám sát này khiến Sinh Han Ốc không bị chết, mà ông vẫn được lãnh đạo của địch đánh giá cao? Ông biết rằng ông Hoàng Sinh Han Ốc rất ủng hộ Hà Nội, một người có tình cảm đặc biệt với Bác Hồ, cùng với việc Sinh Han Ốc rất kính trọng người thầy cũ là ông giáo Cao Văn Thỉnh, hiện tại đang làm đại sứ của Bắc Việt tại Vương quốc Campuchia. Chính vì lý do đó, ông Ba Quốc lại rơi vào những tính toán. Câu hỏi đặt ra, tại sao Ngô Đình Nhu lại muốn ám sát ông Hoàng Sinh Han Ốc như vậy? Chúng ta lại quay lại bối cảnh lúc đó, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vang dội từ năm 1953, Pháp buộc phải đàm phán với Sinh Han Ốc và thừa nhận nền độc lập của Campuchia. Nhưng thực tế vẫn còn khống chế nước này. Và cho đến khi thất bại ở Điện Biên Phủ, ách thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương mới chấm dứt. Sau khi Hiệp định Geneva, Pháp mất toàn quyền thống trị tại Đông Dương. Tại Hội nghị Geneva, Campuchia giành trọn vẹn thắng lợi mà không bị chia cắt như Việt Nam. Hội nghị Geneva quy định Campuchia giữ thế trung lập, đúng như ý đồ của hàng thân Sinh Han Ốc. Sinh Han Ốc kiên quyết thi hành đường lối trung lập, không cho Mỹ sử dụng đất của Campuchia để làm căn cứ xâm lược nước khác. Khoảng năm 1958, ông Hoàng Sinh Han Ốc chấp nhận cho Bắc Kinh đặt một văn phòng đại diện thương mại tại Phnom Penh với khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh ngày một rõ. Tất nhiên, Mỹ không hề muốn điều này. Chính vì vậy đã xây dựng một xa lộ nối liền Phnom Penh với cảng Sinh Han Ốc để lấy lòng xứ sở Chùa Tháp. Thế nhưng, Sinh Han Ốc cũng không vì thế mà siêu lòng. Sinh Han Ốc liền cho Trung Quốc nhảy vào xây dựng cột điện thắp sáng cho xa lộ đó. Mỹ thấy Campuchia khá cứng đầu, nhưng vẫn chưa đả động gì, vẫn thể hiện lòng tốt xây dựng bệnh viện ở Phnom Penh. Nhưng bệnh viện chưa được xây xong, Campuchia tiếp tục mở cửa cho Liên Xô đem máy móc thiết bị vào lắp, khiến Mỹ vô cùng tức giận bởi sự bướng bỉnh này. Mỹ không thuyết phục được Sinh Han Ốc, nên một mặt sử dụng viện trợ để lôi kéo các nghị sĩ quốc hội và các quan chức tướng lĩnh Campuchia, mặt khác tiếp tay cho chính quyền Sài Gòn đem quân xâm lược miền đông bắc Campuchia sâu tới 9 km. Dưới sự hậu thuẫn của CIA, Ngô Đình Nhu chỉ đạo cấp dưới của mình tiến hành lật đổ Sinh Han Ốc. Lý do của ông Nhu muốn Sinh Han Ốc thay đổi chính sách trung lập, không để cho Sinh Han Ốc là ngư ông đắc lợi
mà nghiêng hẳn về Sài Gòn. Năm 1954, Đáp Chuân về đầu quân cho Sihanouk đã từng bước tháp tùng quốc vương sang dự hội nghị Geneva. Thân thiết là như vậy, thế nhưng năm 1957, Đáp Chuân đã từ bỏ nội các sau khi bất đồng với Sihanouk theo Cộng sản. Đáp Chuân về Siem Reap làm vua một cõi, thâu tóm hết quyền lực tại miền Tây Campuchia. Nắm được điều này, cơ quan mật vụ của Trần Kim Tuyến cùng Ngô Trọng Hiếu mua chuộc được Đáp Chuân, phối hợp thực hiện âm mưu ám sát Sihanouk. Để cho chắc chắn, Ngô Trọng Hiếu mua chuộc cả cô vợ bé của Đáp Chuân để cô này thuyết phục giúp mình. Cuối cùng, Đáp Chuân cũng đồng ý thực hiện ám sát Sihanouk. Mọi kế hoạch được soạn ra chi tiết, nhưng lúc này Đáp Chuân thiếu chính là tiền. Không ngần ngại, Ngô Đình Nhu chi cho Đáp Chuân 100kg vàng lấy từ ngân khố quốc gia. Nhận được tiền, Đáp Chuân làm việc chuyên nghiệp hơn, các báo cáo trở nên rõ ràng, rành mạch. Ngày báo cáo ba bận, 7 giờ sáng, 12 giờ trưa, 9 giờ tối là điện đài từ dinh thự đều đổ chuông báo về cơ quan tình báo phủ tổng thống. Cả hai bên đều sửa soạn kế hoạch tiến đánh Phnom Penh và định ngày ra tay. Kịch bản cuộc ám sát lần này được lên chi tiết từng tí một. Hầu như ai cũng tin vào một chiến thắng, chưa hề đánh gì. Thế nhưng Ngô Đình Nhu và bác sĩ Trần Kim Tuyến đã bàn về việc khi Sihanouk bị ám sát là mình sẽ đưa ai ra thay thế. Vậy câu hỏi đặt ra, ông Ba Quốc có vai trò gì trong cuộc ám sát này? Đây là cuộc ám sát hụt, nhưng cuộc ám sát này vô cùng bí mật. Ông Ba Quốc không hề được bác sĩ Tuyến cho biết. Thời gian địa điểm đã định. Đến giờ nổ súng là lực lượng ở quân khu 5 và quân khu 2 của Việt Nam Cộng Hòa sẽ ập sang yểm trợ cho Đáp Chuân, chiếm lĩnh khu vực Đông Bắc Campuchia. Thế nhưng, đến lúc đánh lại hoãn binh dừng hẳn 10 ngày để sang Thái Lan, cầu cạnh Thái Lan đánh tiếp từ phía Tây xuống. Mục đích là khiến Sihanouk vào thế gọng kìm. Nhưng thông tin tình báo lọt ra đến tai của quốc vương Campuchia. Sihanouk Sailonon cầm quân tấn công chớp nhoáng khiến cho Đáp Chuân không kịp trở tay. Quân của Lonon bắt được đầy đủ tang chứng vật chứng bao gồm 100kg vàng cùng với hai chuyên viên của Diệm và đài vô tuyến điện. Có bằng chứng trong tay, Sihanouk gọi tất cả các viên chức ngoại giao nước ngoài đến nói chuyện ba mặt một lời. Trong đó có cả Ngô Trọng Hiếu, đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Trọng Hiếu không thể chối cãi được nữa. Hai điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị kết án tử hình. Còn Đáp Chuân dù đã chạy trốn được nhưng do nghiện ngập mà kiệt sức gục dưới gốc cây, người của Lonon đã tiêu diệt ngay tại chỗ. Ngay sau vụ ám sát hụt này, Sihanouk nghiêng hẳn về phía Cộng sản, khiến cho anh em nhà Diệm, Nhu đứng ngồi không yên. Đến lúc này, buộc phải khử được Sihanouk chứ không còn cách nào khác. Quan trọng là phải khử bằng cách nào. Một kế hoạch chi tiết hơn, hoàn hảo hơn được đề ra. Và lần này, có sự nhúng tay của ông Ba Quốc. Kế hoạch này được đề ra rất cụ thể, chi tiết với xác suất 99% là tiêu diệt được Sihanouk. Vậy còn 1% thì ông Ba Quốc làm cách nào để cứu được tính mạng Sihanouk? Cuộc đảo chính đã một lần thất bại, khiến cho Ngô Đình Diệm mất ăn mất ngủ, áp lực buộc phải khử Sihanouk ngày càng cao. Vậy nên, cuộc ám sát lần thứ hai này, Ngô Đình Nhu buộc chọn Phạm Trọng Nhơn. Đây là một điệp viên nhà nghề cấp dưới của ông Tuyến, có mối quan hệ khá rộng bên Campuchia. Phạm Trọng Nhơn sau khi trinh sát báo cáo về, Trọng Nhơn đã quen một kỹ sư người Mỹ, trước đây đã từng xây dựng xa lộ nối Phnom Penh với cảng Sihanouk Vinh. Tên kỹ sư này là chỗ thân tình của một số thành viên Hoàng gia Campuchia. Đây là một cơ hội rất lớn để Diệm thực hiện âm mưu của mình. Bây giờ chỉ cần tính xem ra tay vào thời điểm nào và bằng cách nào. Trọng Nhơn sau một hồi khai thác thông tin biết rằng kỹ sư Mỹ chuẩn bị lên đường về nước và quá cảnh ở Hồng Kông. Vốn là chỗ thân tình nên kiểu gì kỹ sư cũng đến Hoàng Cung tạm biệt Sihanouk và Hoàng Thái Hậu. Đây là thời điểm hợp lý để ra tay. Khi kỹ sư đến chào hỏi xong, kỹ sư sẽ về Mỹ theo đường Hồng Kông. Lúc này, người của Sài Gòn sẽ mang quà đến, giả vờ là quà từ Hồng Kông do tên kỹ sư Mỹ biếu. Trong món quà đó, Ngô Đình Nhu sẽ gài mìn vào là xong. Nếu mở ra, Sihanouk sẽ không toàn mạng. Kịch bản được lên một cách chi tiết và tỉ mỉ. Đội điệp viên của Sài Gòn, đội điệp viên của Sài Gòn tại Campuchia về chữ ký của tên kỹ sư Mỹ để mang về cho một đội chuyên gia chữ ký tác nghiệp. Sở dĩ phải có chữ ký bởi trinh sát của Sài Gòn hiểu rằng quà không bỗng nhiên có thể đến tận tay Sihanouk được, mà phải thông qua chốt kiểm duyệt của giám đốc nghi lễ hoàng gia trước. Chính vì vậy, cần một món quà lót tay cho giám đốc này, phải có bằng chứng nào đó
để giám đốc này hiểu được đây là quà của người thân cận uy tín. Ngoài quà dành cho giám đốc nghi lễ phải có một ý nghĩa đặc biệt, thì món quà phải thể hiện được đúng tấm lòng của kỹ sư và Shin Han-ok. Quà của giám đốc phải to lớn, phải ý nghĩa thì mới được duyệt nhanh. Thế nhưng quà của Shin Han-ok phải trên tầm quà đó một bậc. Sau một thời gian tính toán, thì quà cho giám đốc nghi lễ là một vài lưu niệm quý xuất xứ từ Hồng Kông, còn quà của Shin Han-ok là một hộp ngà hảo hạng xuất xứ từ Đài Loan, bên trong có chứa chất nổ cực mạnh. Tất cả được cho vào vali, đóng gói cẩn thận, chỉ cần Shin Han-ok mở ra là sẽ nổ. Mọi thứ được lên chi tiết xong, chỉ còn cách là làm sao lắp ráp nó vào với nhau để bộ máy có thể hoạt động trơn tru. Ông Ba Quốc đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này. Một mặt, ông được giao nhiệm vụ liên hệ với hai người Hoa mang quà từ Hồng Kông sang, đồng thời liên hệ để các lễ tân hoàng cung thống nhất thời gian tiếp khách. Mặt khác, ông lên biên giới Tây Ninh do cán bộ địa phương dẫn đường sang cột mốc 136, gặp hai người của tướng Đáp Chuông để thống nhất kế hoạch đặt bom. Ông Ba Quốc phải chạy đi chạy lại, nhưng đây là điều ông mong muốn, bởi việc làm tình báo thì việc gì cũng phải biết để có thể moi móc được tất cả các thông tin, lắp ráp với nhau, tổng hợp, phân tích và gửi về cho lãnh đạo ta. Chỉ huy chiến dịch ám sát này là Hoàng Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội. Hoàng Ngọc Điệp đóng vai một ông chủ lớn từ Sài Gòn sang Phnom Penh, ở tại một khách sạn sang trọng để chỉ đạo. Cùng đi với ông Điệp có một số người nữa do Điệp chọn. Ông Ba Quốc còn phải đi thuê một cô gái đóng vai vợ của Điệp. Tại đây, ông Hoàng Ngọc Điệp và ông Ba Quốc cài bom vào vali quà. Hai vali được Phạm Trọng Nhơn mang thẳng đến Phnom Penh. Nhơn không gặp cản trở gì trên đường tiếp cận mục tiêu. Đến nơi thì làm thủ tục gửi quà như bình thường. Phạm Trọng Nhơn trong vai là người của nhà thầu Mỹ, nơi mà kỹ sư Mỹ kia đang làm. Nhơn có báo cáo rằng đây là hai món quà từ tận đáy lòng của kỹ sư người Mỹ kia tặng sau khi qua Hồng Kông. Người nhận là giám đốc nghi lễ Hoàng Cung, vốn là chỗ thân quen với kỹ sư người Mỹ. Chính vì thế, giám đốc nghi lễ không nghi ngờ gì. Chiếc vali thứ nhất có danh thiếp ghi tặng giám đốc nghi lễ, có chữ ký rõ ràng. Mục đích là để vượt qua vòng kiểm soát. Chiếc vali thứ hai được gài mìn mới là cái dành cho Shin Han-ok. Mở cái đầu tiên ra thấy đúng người, đúng chữ ký. Chính vì vậy, giám đốc nghi lễ mang thẳng cái vali thứ hai vào phòng riêng của Shin Han-ok. Shin Han-ok đang định mở xem, nhưng ngay lúc đó lại có người báo Shin Han-ok phải ra ngoài tiếp đoàn sinh viên Trung Quốc ghé thăm. Vừa bước ra đến cửa, đang chào hỏi xã giao, thì tiếng nổ long trời lở đất đã phát ra làm rung chuyển của Hoàng Cung. Buổi phát thanh 12 giờ trưa ngày hôm đó, đài báo quốc tế đưa tin rầm rộ về vụ nổ. Tại Sài Gòn, Diệm và Nhu đã mở tiệc ăn mừng và tính toán các nước cờ tiếp theo. Thì mấy phút sau, báo cáo mật từ Phnom Penh gửi về nói rằng Shin Han-ok đã thoát hiểm trong gang tấc. Điều này khiến cho Nhu và Diệm cảm thấy bất lực và không hiểu nổi, bởi tại sao mà mọi thứ tính toán kỹ như vậy, mọi việc đã diễn ra như đúng tính toán mà Shin Han-ok vẫn thoát chết. Nhưng đây không phải là may mắn, đây là điều mà ông Ba Quốc đã nhúng tay vào vụ này. Khi làm việc với đội gài mìn, ông đã cố tình thay đổi thời gian cho nhanh hơn so với kịch bản 1 giờ. Ông đã nói chuyện bàn bạc với giám đốc nghi lễ trước đó và hiểu rằng những người như ông Hoàng Shin Han-ok thì thời gian phải chuẩn chỉnh đến từng giây. Thế nên lịch trình không có gì thay đổi thì sẽ không gặp vấn đề gì. Quan trọng là ngay lúc đó, ông được Trần Kim Tuyến giao thêm một nhiệm vụ nữa là đi bắt Trịnh Quốc Khánh của giáo phái Hòa Hảo. Lợi dụng nhiệm vụ kép này, ông vừa cứu được ông Hoàng Shin Han-ok, vừa làm lá chắn cho mình. Khi thống nhất được thời gian tiếp khách của ông Hoàng Shin Han-ok và kế hoạch đặt bom đâu vào đó, ông Ba Quốc bàn giao tất cả công việc lại cho đại úy Lưu Thành Hữu, người cùng đi với Hoàng Ngọc Điệp. Ông không sang Campuchia nữa, viện lý do phải đi bắt Trịnh Quốc Khánh cho kịp. Đó là lý do chính đáng nên không ai nghi ngờ gì về ông cả, vì ông Ngô Đình Nhu cũng rất sốt ruột về vụ này. Vậy nên chính quyền Sài Gòn có điều tra thì cũng không thể nào điều tra ra ông. Khi về, bọn chúng không nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán. Đại úy Lưu Thành Hữu bị Bộ Nội vụ Campuchia bắt, sau này Sài Gòn phải chuộc mất 7 triệu đồng tiền Sài Gòn lúc đó, Hữu mới được tha về. Chính vì điều này, Shin Han-ok nghiêng hoàn toàn về phía Hà Nội, không còn vị thế trung lập. Nhờ có sự giúp đỡ của Shin Han-ok mà ta có thể vận chuyển hàng hóa, súng ống, đạn dược của cảng Shin Han-ok Vin của Campuchia rồi chuyển tới chiến trường Tây Nam Bộ để chi viện cho quân đội ta đánh giặc.
nếu không có pha lệch hẹn giờ xuất thần của ông Ba Quốc thì chắc chắn con đường vận chuyển vũ khí, trang thiết bị vào Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều và có khi lịch sử lại kéo dài thêm rất nhiều năm khác nữa. Trong thời gian này, ông Ba Quốc thâm nhập ngày càng sâu vào cơ quan mật vụ của địch. Ông đã phát hiện hồ sơ về 7 ổ gián điệp do Mỹ cài ở miền Bắc. Ông chụp ảnh tất cả những hồ sơ này gửi về căn cứ. Về sau này, ông Mười Nho cho biết về việc này. Ông Mười Nho nói, những thông tin anh Ba Quốc chuyển về được gửi ra Hà Nội, chuyển qua chỗ anh Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng Công an lúc đó. Sau này, anh còn gửi về hàng chục hồ sơ nữa. Các ổ gián điệp đó đã bị ta làm sạch hết. Đó là thành công lớn của chúng ta. Ta cài người vào trong các cơ quan của nó rất nhiều. Còn Mỹ cài vào được bao nhiêu đều bị ta tóm sạch. Vậy câu hỏi đặt ra, ông Ba Quốc đã săn tin như thế nào và gửi thông tin săn được đó về cấp trên ra sao? Tất cả sẽ có trong số sau trên kênh Lịch sử Quân sự phát sóng lúc 19h30 hàng ngày. Còn các bạn nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị và các bạn, trong số trước chúng ta biết được ông Ba Quốc đã cài cắm sâu trong lòng địch hoạt động đơn tuyến như thế nào và được Trần Kim Tuyến, Ngô Đình Nhu tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng đi ám sát ông Hoàng Sihanouk và đi mời lãnh tụ giáo phái Hòa Hảo chuyên chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Ông Ba Quốc đã có rất nhiều pha hành động nguy hiểm thành công, nhờ đó mà có được lòng tin của địch, tạo cơ hội cho việc khai thác thông tin dễ dàng hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Ba Quốc khai thác thông tin mật như thế nào và những thông tin đó được chuyển cho chiến khu ra sao? Chúng ta cùng Lịch sử Quân sự giải đáp qua video số này. Ngô Đình Diệm lên cầm quyền, chế độ của ông ta ngày càng trở thành độc tài gia đình trị. Đến những năm 1959 đến năm 1960, phong trào yêu nước của nhân dân ở cả nông thôn và thành thị dâng lên mạnh mẽ, bắt đầu cao trào đồng khởi, chuyển cuộc đấu tranh chính trị trở thành đấu tranh vũ trang và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời. Tại Sài Gòn, nội bộ chính quyền bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt, những người chống đối chế độ bị đàn áp, Phật giáo bị kỳ thị. Trần Kim Tuyến, người cầm đầu cơ quan mật vụ, mặc dù có công rất lớn trong việc củng cố chính quyền Ngô Đình Diệm, nhưng bị Ngô Đình Cẩn tìm mọi cách loại bỏ. Ông Tuyến bắt đầu chán ghét gia đình họ Ngô. Ông ta không tán thành chế độ gia đình trị và cho rằng Ngô Đình Nhu phạm nhiều sai lầm, đàn áp Phật giáo, không được lòng dân. Thế là Trần Kim Tuyến giao cho ông Ba Quốc liên lạc với các lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào chống Diệm, Nhu và lên kế hoạch hoạt động lật đổ. Nhưng kế hoạch bị bại lộ, ông Tuyến bị chuyển đi làm đại sứ ở Ai Cập, không còn làm giám đốc sở nghiên cứu chính trị xã hội nữa. Còn ông Ba Quốc được chuyển sang phủ đặc ủy trung ương tình báo. Tại đây, ông Ba Quốc và hai người nữa bị đưa vào máy phát hiện nói dối để kiểm tra xem có phải là người cộng sản hay không. Ngày đó, máy phát hiện nói dối là một bộ máy cực kỳ hiện đại, chính xác. Nếu nói dối thì ngồi lên kiểm tra sẽ phát hiện ra ngay. Máy phát hiện nói dối của nhân viên CIA là giúp họ đo lường những chỉ số căng thẳng trên cơ thể. Nó đo rất nhiều các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, nhịp thở. Sở dĩ đo những chỉ số này bởi khi nói dối, bộ não của con người hoạt động nhiều hơn. Như chúng ta đã biết, não chiếm 2% trọng lượng, nhưng nó chiếm 20% năng lượng cơ thể. Những người chơi cờ có thể tiêu tốn 6.000 calo một ngày mà không hề phải rời khỏi ghế ngồi. Chính vì thế, nó buộc tim phải đập mạnh hơn, thở phải mạnh hơn để đưa ra các dinh dưỡng lên não. Điều này khiến cho huyết áp tăng cao, cơ thể phải tiết ra nhiều mồ hôi. Cùng với máy phát hiện nói dối, còn có các chuyên gia CIA, những bậc thầy về ngôn ngữ cơ thể ngồi đó giám sát. Cả máy cả người Đông Tây kết hợp thì để thoát được tội là rất khó. Trước khi ngồi lên máy, ông muốn hút thuốc hay làm gì cũng được, ông có thể làm thoải mái. Thế nhưng CIA luôn để ý từng hành động nhỏ của ông, như nhìn cách ông nhả khói thuốc là biết tâm lý ông như thế nào. Những người hút thuốc hay ngẩng mặt lên thổi khói lên trời thường rất tự tin, mà những người không có tội mới tự tin như vậy. Còn những người lo lắng, buồn rầu thì khói thuốc phả xuống đất. Tất nhiên, đó chỉ là một trong rất nhiều những thủ thuật đọc tâm lý mà thôi. Thế nên, miệng có thể nói dối, nhưng ngôn ngữ cơ thể con người chẳng thể nào che giấu được. Sau khi ngồi vào máy phát hiện nói dối, thì CIA
hỏi rất nhiều câu hỏi dông dài, đông tây, dễ trả lời. Những câu trả lời đó không bao giờ phải nói dối. Trả lời đó sẽ đo chỉ số sinh hóa như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp để làm cơ sở. Rồi tiếp đến sẽ cài cắm những vấn đề liên quan đến cộng sản. Ví dụ như ông lấy tài liệu mật của cơ quan tình báo, ông lấy để đưa cho ai, vân vân. Nếu những câu hỏi được trả lời thật thì các chỉ số sinh hóa sẽ không thay đổi nhiều. Còn nếu nói dối, phải nghĩ ra trò vòng vo thì lúc đó nhịp tim, hơi thở, huyết áp của ông sẽ đập nhanh tăng hơn chỉ số cơ sở. Bình tĩnh là rất khó thì sẽ không bao giờ thoát được tội. Vậy ông Ba Quốc vượt qua chỉ tiêu này như thế nào? Theo như ông chia sẻ lại, từ đêm hôm trước, ông đã nằm và nghĩ ra cách. Ông chơi bài tưởng tượng với bọn CIA này. Ông tưởng tượng đến tâm lý của con một địa chủ gian ác bị cách mạng xử lý, khiến anh ta ghét cộng sản như thế nào. Rồi ông nghĩ nếu ông là anh ta, ông sẽ có thái độ như thế nào đối với cộng sản. Ông thử nhập vai thành anh ta. Khi ngồi vào máy nói dối, nó hỏi gì thì ông cứ thế trả lời. Ông hiểu rằng trả lời đúng hay sai nó cũng không biết được. Làm sao để trả lời gần 20 câu hỏi mà nhịp tim, huyết áp không thay đổi là vượt qua được. Khi nó hỏi những câu bình thường thì phải trả lời làm sao cho có sự bức xúc để nhịp tim, huyết áp dâng lên. Đến khi nó hỏi những câu hỏi trọng tâm, ông vẫn trả lời như vậy thì nhịp tim, huyết áp sẽ không chênh lệch nhiều. Với khả năng nhập vai diễn xuất tốt của ông Ba Quốc, CIA đã hỏi ông đến 13 câu rồi chúng không hỏi nữa. Ông vượt qua được chiếc máy này dễ dàng. Ông cho biết hai người còn lại như sau. Có người bị hỏi nhiều hơn, nhưng cũng có người chỉ hỏi 4 câu đã bị loại. Mặc dù anh ta là công giáo toàn tòng, không dính dáng gì đến cộng sản, vấn đề là anh phải giữ được tâm trạng bình thản trong mọi tình huống. Vượt qua những vòng kiểm tra gay gắt, ông Ba Quốc được tin tưởng tuyệt đối. Những tài liệu mật cứ thế được ông Ba Quốc lấy về gửi lãnh đạo của mình. Thế mới thấy ông Ba Quốc là một người tài năng như thế nào. Chính vì điều này mà con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từng nhận xét với ông rằng ngành tình báo thường có 3 loại nghề. Loại nghề thứ nhất là điệp viên, loại nghề thứ hai là điệp báo, loại nghề thứ ba là chỉ huy tình báo. Rất ít trường hợp dù là những cây đại thụ trong ngành tình báo quốc phòng cũng không thể cùng một lúc làm được cả 3 nghề này. Ông Ba Quốc là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Ông là một điệp viên giỏi. Sau giải phóng năm 1954, ông làm điệp báo. Sau này ông là người lãnh đạo, chỉ huy tình báo rất giỏi. Trong cả 3 vai trò ông ấy đều làm rất tốt. Ngày đó bên trên giao cho ông nhiệm vụ phải lấy toàn bộ thông tin về mạng lưới gián điệp của chính quyền Sài Gòn, kể cả ở Lào và Thái Lan. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó. Muốn lấy được tài liệu này, ông phải lấy được lòng tin của Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu, trưởng ban 7 Cục Tình báo Quốc nội, kiêm giám đốc sở giao tế quân sự. Ông Giàu là người đang nắm giữ những thông tin mà ông Ba Quốc muốn cần. Đây là những thông tin tuyệt mật. Nếu nó lộ ra ngoài, đồng nghĩa với việc đầu của ông Giàu lìa khỏi cổ. Khó ở một chỗ là ông Giàu cực kỳ thị với ông Ba Quốc. Để làm thân với ông ta, ông Ba Quốc không thể nào làm được. Thế nên, ông Ba Quốc tính toán làm thân với sếp của ông Giàu chính là Lê Liêm. Để tiếp cận được với Lê Liêm không phải dễ. Trong một lần, ông tới gặp ông Lê Liêm. Vợ ông ta cũng đang ở đó. Lúc đầu bà ta nhìn ông ra vẻ khinh khỉnh vì tưởng ông Ba Quốc chuyên dắt gái cho chồng bà ta. Nhưng qua tìm hiểu thì biết vợ Lê Liêm rất mê coi bói. Ông đã chuẩn bị một số sách xem tướng để tiếp cận bà ta. Thế là ông nảy ra một ý. Ông đứng xa lẩm bẩm một điều gì đó trong miệng. Bà ta nhìn ông ngạc nhiên rồi lập tức dịu giọng hỏi: "Anh biết tướng số hả?" Như mở cờ trong bụng, ông Ba Quốc liền nhận ngay nhưng nói với giọng khiêm tốn: "Thưa bà, tôi cũng biết chút đỉnh." Bà ta như bắt được sóng, xin ông phân tích ngay. Ông ra vẻ hệ trọng, mặt rất nguy hiểm nói: "Tôi nhìn bà mà bị cuốn hút, vì tướng của bà rất lạ, rất đặc biệt. Đó là tướng của một bậc mệnh phụ phu nhân. Ông nhà sở dĩ được như ngày nay là nhờ tướng của bà. Nhưng không dừng lại ở đó, với tướng của bà, ông nhà sẽ còn tiến xa hơn nữa." Bà ta nghe vậy rất lấy làm hứng thú và hứa sẽ giới thiệu ông cho chồng. Sáng hôm sau ông quay lại và được đón tiếp nồng hậu. Ông Ba Quốc tìm hiểu tường tận đến những thông tin mà Lê Liêm đang quan tâm. Quan trọng hơn là phải biết phân tích sâu và đưa ra những thông tin tham mưu có giá trị chiến lược. Nếu làm được việc này, chắc chắn sẽ giữ lại để làm tiếp. Và càng làm lâu
thì càng có nhiều cơ hội để lấy được những thông tin tuyệt mật ở tầng cao hơn. Để tạo được lòng tin với cấp trên như thế, thì những người làm tình báo có khả năng thu nhập thông tin cực kỳ tốt và thu thập xong phải xử lý được những thông tin đó cực kỳ sâu rộng. Chính vì vậy, yêu cầu đầu tiên của những người tình báo là trên phải thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cùng với đó là cách xây dựng hình ảnh bản thân để ai cũng yêu quý, ai cũng thấy mình là người rất an toàn, chia sẻ những thông tin chất lượng nhất. Nghề tình báo là nghề đấu trí. Chính vì thế, để tồn tại suốt nhiều năm trong lòng địch như ông Ba Quốc là điều cực kỳ khó. Chỉ cần sơ hở thôi, sẽ liên quan đến tính mạng của mình. Năm 1967, ông Ba Quốc đã thu nhập được những thông tin cực kỳ giá trị từ mối quan hệ của mình. Sau đó đến nói chuyện với ông Lê Liêm rằng, mặt trận Khe Xanh có nguy cơ sẽ trở thành trận điện Biên Phủ thứ hai. Người Mỹ đang có nhiều tính toán để gỡ bí. Một trong những tính toán của người Mỹ là làm một cuộc đảo chính thay chính quyền quân sự bằng một chính quyền dân sự để thương thuyết với Cộng sản nếu không có lối thoát về quân sự. Ông đã chứng minh với ông Lê Liêm rằng ông có đủ khả năng để theo dõi âm mưu này và có thể báo trước với ông Lê Liêm nếu có đảo chính xảy ra. Lê Liêm hiểu được giá trị nếu có quân sư tài ba như ông Ba Quốc trong tay. Ngay lập tức, Lê Liêm cho lập ngay một phòng tình hình và yêu cầu ông Ba Quốc phải có mặt 9 giờ sáng hàng ngày để thảo luận. Vậy nên, ông Ba Quốc bỗng trở nên có vị thế hơn hẳn. Và trong mắt ông giàu, ông Ba Quốc cũng bớt đi nhiều thành kiến và có thái độ rất ôn tồn, lễ phép như một người cấp dưới. Ông giàu còn dặn rằng, nếu Ba Quốc đi đâu thì cứ báo ông giàu một câu. Nếu sếp có hỏi thì ông giàu còn biết cách mà trả lời. Kể từ đó, bài toán tiếp cận của ông giàu đã xong. Bây giờ, tìm cách làm sao để tiếp cận được đống tài liệu mà ông giàu đang nắm giữ trong tủ kia. Đống tài liệu đó được ông giàu giữ rất kỹ, bởi tài liệu còn thì tính mạng của ông giàu còn. Lúc này, ông Ba Quốc phải theo dõi hành vi hàng ngày của ông giàu. Ông Ba Quốc nhận ra rằng, ông giàu từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi khi đi làm, ông giàu mở cửa làm việc từ lúc 7 giờ 30, làm được một lúc thì đến 9 giờ 30 lại đi uống cà phê. Một tiếng sau, đến 10 giờ 30 thì về, đều như vắt chanh hôm nào cũng vậy. Đây là một thời gian cực kỳ hợp lý để khai thác đống tài liệu mật trong tủ mà ông Ba Quốc đang cần. Một hôm, ông Ba Quốc cầm theo cả đống giấy tờ sổ sách lên phòng ông giàu. Nhìn thấy ông Ba Quốc đứng ở cửa, là ông giàu biết ý ngay nhường phòng cho ông Ba Quốc. Bởi ông ta biết, ông Ba Quốc đang làm việc cực kỳ quan trọng cho sếp của mình. Ông giàu mời ông Ba Quốc vào phòng mình làm việc. Cùng với đó thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian ông giàu đi uống cà phê, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Câu hỏi đặt ra là phòng của ông giàu cất giữ nhiều tài liệu bí mật thì tại sao ông Ba Quốc lại có thể ngồi một mình được? Để hợp thức hóa điều này, ông Ba Quốc lý giải như sau. Phòng ông Ba Quốc rất đông người, chính vì thế mà ngồi làm việc bí mật không tiện. Ở cơ quan, chỉ có phòng của ông giàu là hợp lý nhất để có thể làm được những việc đại sự như vậy. Muốn làm hồ sơ mật, chỉ có vào phòng cất giữ những tài liệu mật mới có thể yên tâm. Chính vì điều đó mà ngày nào ông Ba Quốc cũng được vào phòng của ông giàu rất tự nhiên. Và khi ông giàu đi uống cà phê thì ông Ba Quốc mới có thời gian hoạt động tìm kiếm tài liệu cần. Ông thấy trong tủ có một tài liệu đề tiếng Anh, dịch ra có tên là các mạng lưới gián điệp được cài cắm ở miền Bắc Việt Nam. Như chết đuối vỡ được cọc, ông Ba Quốc ngấu nghiến ngồi ghi chép. Không có máy chụp hình nên ông buộc phải chép bằng tay. Tổng cộng có 35 bộ hồ sơ kế hoạch, có 35 ổ gián điệp CIA cài cắm ở miền Bắc. Tất cả chỗ đó được ông chép trong vòng nửa tháng, cứ vừa chép vừa bấm giờ để làm sao ông giàu đi uống cà phê về thì tài liệu được cất ngay ngắn ở vị trí ban đầu. Thế nên ông giàu cũng không nghi ngờ gì. Có thể đến đây, nhiều người thắc mắc rằng chép tài liệu trong vòng nửa tháng như vậy mà không ai phát hiện ra. Câu trả lời là có. Ông Ba Quốc đã từng bị một nữ thư ký nhìn thấy. Ông đang đứng cạnh tủ tài liệu mật. Thế nhưng cô nàng này hiểu rằng ngày nào ông Ba Quốc cũng vào phòng này rất tự nhiên, thế nên việc đó không có gì khiến cô ấy bất ngờ. Vậy trường hợp nếu ông giàu có việc đột xuất về phòng gấp, nếu lúc đó bắt được ông Ba Quốc chép tài liệu mật thì sao? Nhưng rất may, trong khoảng thời gian đó, ông giàu không trở về đột xuất. Ông Ba Quốc rất hiểu tâm lý ông giàu rằng, ông giàu biết ông Ba Quốc làm việc quan trọng cho sếp, nếu như bước vào phòng cũng không dám hùng hổ, đột xuất bắt quả tang như đối xử với cấp dưới. Đó là lý do mà tại sao ông Ba Quốc có thể tự tin
ngồi ghi chép tài liệu mật ngay giữa lòng địch. Những tài liệu đó cho thấy địch đã phát hiện nhiều bí mật của ta trên chiến trường thông qua điệp báo và do thám. Có những hồ sơ cho thấy địch còn theo dõi những diễn biến, sự thay đổi quân số, hỏa lực, nơi đóng quân và các cấp chỉ huy sư đoàn của chúng ta vào những thời điểm khác nhau. Những tài liệu mà ông gửi về đã giúp ích rất nhiều cho việc điều chỉnh, đối phó, ngăn ngừa được tổn thất trên chiến trường, đồng thời cảnh giác, phát hiện được các hoạt động gián điệp của địch. Vì vậy, với những tài liệu đó, ông đã góp phần lặng lẽ nhưng rất đáng kể vào thắng lợi của các hoạt động quân sự. Chúng ta biết địch biết được những gì về ta cũng là một trong những yêu cầu của công tác tình báo. Và những tài liệu mật đó đã được tuôn ra ngoài để cho ông Nguyễn Văn Thương là liên lạc đem về cho lãnh đạo mình ở khu căn cứ. Những tài liệu trước thì không sao, đến lần đi giao tài liệu có ý nghĩa sống còn thì ông Thương lại bị bắt. Đây là tài liệu giúp mình có thể biết được CIA có thể cài bao nhiêu gián điệp vào bộ máy của mình để mình còn thanh lọc. Bởi trang bị của ta đã yếu hơn địch, có mỗi lối đánh bất ngờ là điểm mạnh để CIA cài người bên trong thì ta không thể nào đánh thắng được giặc. Câu hỏi đặt ra bây giờ, liệu rằng Nguyễn Văn Thương bị bắt thì đống tài liệu này có rơi vào tay của địch hay không? Hay khi bị tra tấn, ông Thương có khai ra đường dây của mình hay không? Chỉ cần lộ một trong hai điều này thì chắc chắn ông Ba Quốc sẽ bị lộ theo. Nếu khi ông Ba Quốc bị lộ, sẽ kéo theo một loạt hệ lụy cực kỳ lớn, mình không còn biết được mọi thứ trong nội bộ địch nữa. Nhưng rất may, ông Hai Thương là một người cực kỳ cứng rắn, nhiều lần bị địch tra tấn, ông không khai ra bất cứ điều gì. Tài liệu không bị lộ, ông Hai Thương cũng không khai. Vậy nên, ông Ba Quốc cũng xem như thoát nạn. Còn chi tiết về vụ ông Hai Thương bị bắt như thế nào, kênh Lịch Sử Quân Sự xin đưa ra những thông tin đó qua series những số sau. Vậy câu hỏi đặt ra, đó là ông Ba Quốc thường giấu thông tin bằng cách nào mà khi giao liên bị địch bắt lại không thể phát hiện ra được. Ngày đó, các tài liệu hồ sơ trận liệt thường được ông Ba Quốc mang về nhà và hướng dẫn cậu con trai của mình giúp một tay. Ông Ba Quốc có một chiếc máy ảnh cùng một hộp tráng phim và thuốc. Tài liệu được kẹp trên thành đứng của hộp cát tông. Máy ảnh được đặt lên ba chân trống, ống kính cách tài liệu 40cm. Một bóng đèn được bố trí dọi phía sau tài liệu. Bé Hạnh, con gái của ông, lấy hai tay căng tờ giấy ra cho thẳng, rồi cứ thế chụp cho đến khi nào hết nguyên cả tập tài liệu thì thôi. Chụp xong thì những cuốn phim đó sẽ được nhét vào đôi dép chamo bằng cách lột lớp phía trên ra, lấy dao cắt rỗng miếng xốp trong đế dép. Phim sẽ được cắt ra từng khúc, nhét vào đó và sẽ dán lại. Một đôi dép chứa được nửa cuộn phim, nửa cuộn còn lại cắt rồi nhét vào đồ chơi trẻ em. Tất cả những cái đó được đựng trong một túi làm bằng giấy dầu màu vàng. Giấy này không chỉ đơn thuần là giấy gói đồ thông thường. Trên giấy này cũng là tài liệu ông Ba Quốc lấy nước trà viết lên đó. Nếu viết bằng nước trà, có nhìn qua cũng không thấy chữ. Muốn đọc được, phải bằng hóa chất mới có thể đọc được. Thường là bôi muối iốt lên đó mới có thể thấy được. Tất cả đều là tài liệu mật gói hết vào với nhau trong một thứ nhìn rất đơn giản. Nhưng đó là những tài liệu cực kỳ quan trọng. Một tập hồ sơ khoảng 100-200 trang được gói hết vào trong đó. Đó là lý do vì sao có những tài liệu mà Bộ Tổng Tham mưu của Sài Gòn chưa đọc được mà các lãnh đạo của mình đã đọc được hết. Tài liệu được ông Ba Quốc cho vào cốp xe Vespa và sau đó được mang đến đưa cho những người giao liên ở nội đô. Người giao liên này mang tài liệu ra khỏi thành phố rồi chuyển cho một người khác có vũ trang mang về căn cứ ở dưới Củ Chi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi người giao liên của ông Ba Quốc bị bắt. Một câu chuyện đen đủi cho ông, lỗi chẳng phải ông cũng không phải là tại người giao liên. Câu chuyện như thế này, người giao liên của ông đang đi xe đò về Củ Chi. Bất ngờ trên xe lúc đó có một cán bộ của ta bị địch theo dõi và chặn xe lại. Cán bộ đó bị bắt, kéo theo tất cả những người trên xe bị bắt. Ngay lập tức, trinh sát báo tin này về với chỉ huy và ông Ba Quốc. Một bài toán khó nữa khi mà lại phải lấn cấn giữa hai lựa chọn. Một là trốn luôn, hai là cứ ở lại chờ xem người giao liên kia có bị lộ tài liệu hay không. Lộ thì mới sợ, còn không thì không phải suy nghĩ gì, biết đâu chạy được. Thông tin trinh sát báo về để giao liên kia thoát được thì phải lo lót trồng đủ 500.000 ra. 500.000 Sài Gòn ngày đó là rất lớn. Nhưng lãnh đạo ta đưa ra phương án bằng mọi cách phải cứu người giao liên này. Kể cả 1 triệu đồng cũng đồng ý, vì ai cũng hiểu rằng nếu ông Ba Quốc bị lộ thì tổn thất đó không thể nào tính được bằng tiền. Nhưng khi mình cầm tiền ra để lo lót thì giao thông viên đã bị chuyển lên tổng nha cảnh sát. Tất cả mọi phương án để cứu vớt đều không khả thi.
ông Ba Quốc bị lộ từ đây. Địch phát hiện ra được tài liệu và khi cầm về để rửa phim, đọc hết những gì viết trên túi gói đồ, thì nó hiểu rằng cái này là của ông Ba Quốc. Chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Ba Quốc biết tin người giao liên của mình bị lộ. Ông liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Ông hiểu rằng chúng sẽ tìm đến chỗ bà vợ hai và những đứa con của ông để hỏi cung lấy thông tin. Chính vì thế, ông về nhà dặn dò rất kỹ cậu con trai của mình rằng bọn nó sẽ đến bắt mẹ và một trong bốn đứa con của ba. Hai đứa từng chụp hình tài liệu sẽ thuộc diện bị bắt cao nhất. Con cứ nói thật là con chụp, còn hai ngón tay in dấu phim thì cứ nói thật là của bé Hạnh. Tất cả có gì khai hết là đỡ bị đánh nhiều. Riêng duy nhất, con không được khai bố là người Bắc Việt cài vào. Chiều hôm đó, anh con trai phát hiện bắt đầu có người theo dõi. Anh hiểu rằng đã có biến. Vợ con ông Ba Quốc nơm nớp lo sợ. Họ hiểu rằng họ có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Cái tâm lý lo sợ này cực kỳ khủng khiếp. Bà hai của ông Ba Quốc chia sẻ rằng suốt hơn 20 năm chung sống với ông Ba Quốc là hơn 20 năm bà sống trong lo sợ. Mỗi lần ông Ba Quốc về muộn thôi là những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu bà. Bà hiểu rằng một sơ hở nhỏ khiến ông bị lộ cũng sẽ khiến tai họa giáng xuống đầu gia đình bà. Rồi cái ngày đó cũng đến. Đúng 12 giờ đêm, cảnh sát ập vào nhà bà. Toàn bộ giấy tờ, đồ đạc liên quan đều bị dồn ra giữa nhà. Lục soát 4 giờ 30 sáng thì họ về. Sau đó quay lại bắt vợ con ông Ba Quốc. Tai họa bắt đầu ập đến từ đây. Mỗi người được nhốt vào một phòng. Và những đòn tra tấn man dợ nhất bọn địch đưa ra tra tấn hai mẹ con. Cậu con trai mới 17 tuổi đã bị đánh cho sưng vù mặt mũi, chân tay lở loét hết cả. Có lần địch đang thẩm vấn, vợ ông ngồi đằng này, cậu con trai ngồi đằng kia, cách nhau có vài mét, mẹ con không thể nhận nổi nhau. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, chăm bẵm 17 năm, mà đến lúc đó người mẹ không thể nhận ra con của mình, thì ta mới biết được địch nó tra tấn dã man như thế nào. Mãi đến sau khi người kia cất giọng trả lời những câu hỏi của địch, thì bà mới biết đó chính là cậu con trai của mình. Bị giam ở phủ đặc ủy trung ương tình báo 2 tháng, thì hai mẹ con lại bị chuyển sang trung tâm thẩm vấn của tổng nha cảnh sát. Ở đâu cũng bị đánh túi bụi, đánh cả tháng trời chứ không chỉ đánh 1-2 ngày. Ở bên tổng nha cảnh sát, có một thằng hỏi cung tên Hiệp. Thằng này đánh vợ con ông Ba Quốc vô cùng dã man. Hỏi câu nào trả lời được nó cũng đánh, không trả lời được nó cũng đánh. Nó đánh theo số lượng câu hỏi, chứ nó không đánh theo câu trả lời có thật hay không. Cái gì biết thì hai mẹ con vẫn nhận, nhưng có những cái là công việc bí mật của ông Ba Quốc thì không thể nào biết được. Thế nhưng nó vẫn đánh. Bà chia sẻ rằng chúng nó đâu chỉ đánh 1-2 ngày, nó đánh tận 4 tháng liền. Tới tận tháng 11 năm 1974, không khai thác thêm được gì nó mới tha. Người bị bắt có cái khổ của người bị bắt, mà người ở nhà có cái khổ ở nhà. Tổng cộng có 4 người con, thì anh con cả và chị hai phải đi kiếm tiền để nuôi gia đình. Cậu con trai thứ 3 bị địch bắt tra tấn. Cậu con út còn nhỏ, chưa làm được gì nên đành ở nhà một mình. Từ lần bị cảnh sát đến khám xét, bố phải bỏ trốn, mẹ và anh trai bị bắt, cậu con út Ba Quốc ở nhà cứ hễ thò đầu ra ngoài cửa thì đều bị con nít quanh đó chửi là thằng con Việt cộng. Có hôm bị chúng quay lại đánh túi bụi, không khác gì tra tấn. Hai người trụ cột và bố, mẹ thì bây giờ không còn ở bên cạnh để bảo vệ được. Cậu con trai út ở nhà một mình, bị hàng xóm hắt hủi, chẳng có ai nương tựa. Thử hỏi, có người cha nào chịu đựng được cảnh bi thương như thế? Con mình đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm hàng ngày, giờ đây lại phải đứng im, nhìn vợ con bị tra tấn, bạn bè hàng xóm mạt sát xa lánh. Còn vợ ông, người gần gũi nhất với ông, người nắm nhiều thông tin nhất, thì kiểu gì cũng bị tra tấn dã man nhất. Ông Ba Quốc ở xa chẳng biết giúp gì, chỉ biết xin cơ quan tình báo miền gửi một chút tiền về nhà, hy vọng là người ở nhà đỡ khổ hơn. Thế nhưng tiền đến tay một người bạn của ông thì bạn ông cũng không dám cầm tiền sang để đưa, chỉ dám đút tiền vào ống tre rồi cất kỹ lên trên trần nhà. Mãi sau ngày giải phóng, người bạn này mới cầm đến đưa cho bà Xuân, vợ hai của ông. Sở dĩ người bạn kia làm như vậy bởi vì nhà ông Ba Quốc ngày đó thuộc diện theo dõi đặc biệt, bất cứ ai vào cũng bị theo dõi 24/24. Chính vì thế không ai dám liên lụy tới cả. Mặc dù có tiền gửi về để giúp đỡ vợ con phần nào, thế nhưng vợ con ông cũng chẳng nhận được mà phải tự xoay sở, lo liệu với nhau. Đây là những nỗi đau mà có lẽ
ông Ba Quốc không bao giờ quên được trong cuộc đời làm cách mạng của mình. Phải là người tình báo cực kỳ chuyên nghiệp mới có thể đứng vững. Trước những tổn thất, những nỗi đau của người thân như vậy, người vợ cả không bị lộ thân phận thì bị hàng xóm hắt hủi khi có chồng theo giặc vào Nam. Còn người vợ hai có được thân phận rõ ràng hơn thì hàng ngày luôn phải nơm nớp lo sợ chồng mình bị lộ. Mỗi ngày trôi qua, không bị cảnh sát khám nhà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bà. Bà hiểu rằng khi chồng bị lộ thì được chết là niềm vinh hạnh quá lớn, nhưng chắc chắn là địch sẽ chẳng thể nào để cho bà vợ và bốn đứa con của bà chết kiểu đó. Nó sẽ phải tra tấn, đánh đập, hành hạ bằng những phương pháp man dợ nhất để moi móc được thông tin, và bốn đứa con của bà cũng bị liên lụy theo. Thử hỏi có người mẹ nào có thể chịu nổi. Bà Hai Xuân đã phải gánh chịu nhiều đau đớn về thể xác, nhưng bà cả và các con lại phải chịu nhiều đau đớn về tinh thần. Và những nỗi đau về gia đình của ông khi hai người vợ và những đứa con của ông, sự hắt hủi của cộng đồng, hàng xóm. Kênh Lịch Sử Quân Sự xin được đưa câu chuyện của gia đình ông vào số sau để ta thấy được sự chịu đựng và sự hy sinh lớn lao của hậu phương đối với nghề tình báo có ý nghĩa to lớn như thế nào. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị và các bạn, trong số trước, chúng ta đã biết được cách lấy tài liệu và chuyển tài liệu về chiến khu của ông Ba Quốc nguy hiểm như thế nào. Ông đã đánh đổi bằng cả tính mạng và sự an toàn của gia đình. Nhờ đó, ta thấy được sự hy sinh lớn lao của gia đình ông khi có một người chồng, một người cha làm nghề tình báo. Và số này, kênh xin đề cập tới hoàn cảnh đời tư của ông để thấy được sự đau khổ, mất mát, bị xã hội lên án, bêu dếu, kỳ thị những người thân của ông và gọi gia đình ông là đồ phản quốc. Ông Ba Quốc có 6 người con, nhưng 2 người mang họ Trần. Còn 4 người con ban đầu mang họ Nguyễn, sau đó 3 người đổi lại là họ Trần. Nhưng vẫn còn một người mang họ Nguyễn, vì sao lại như vậy? Chúng ta quay lại thời kỳ ông được cử vào Hà Nội. Đó là năm 1949, ông hoạt động tình báo chống Pháp với danh nghĩa đi tìm vợ con bị thất lạc. Như vậy, lúc đó ông đã có vợ, có con, và thực ra vợ con của ông không hề bị thất lạc. Vợ ông là bà Phạm Thị Thanh cũng là một chiến sĩ Việt Minh cùng tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu với ông sau cách mạng tháng 8. Cho đến khi ông vào Nam, ông và bà Thanh có với nhau 2 người con. Ban đầu ông quen con rể ông Đàm Y là Đặng Văn Hàm. Chính người này đã đưa ông về nhà giới thiệu với bố vợ, để từ đó ông có điều kiện thâm nhập vào lòng địch. Trước khi vào thành với ông Ba Quốc, ông Hàm cũng là một cán bộ Việt Minh làm trưởng ty thương binh tỉnh Ninh Bình. Khi vào Hà Nội lúc đó, ông Hàm vào làm ngành bưu điện để hoạt động cách mạng. Ông đưa ông Ba Quốc về với bố vợ, nhờ ông cụ giúp đỡ, che chở. Ông Đàm Y đã lo rất chu đáo và ông Ba Quốc ở lại luôn nhà ông Đàm Y. Ông Đàm Y xin cho ông Ba Quốc làm việc tại sở công an tại Bắc Ninh. Ở được một thời gian, ông Ba Quốc tự nhiên biến mất đi đâu. Đó là lúc ông Ba Quốc đi liên lạc với tổ chức, bị dẫm phải mìn, điều trị hơn 14 ngày. Lúc này, ông Đặng Văn Hàm lo lắng, biết ông Ba Quốc nếu đi như vậy sẽ bị lộ thân phận. Ông nhờ cha vợ là Đàm Y lúc đó làm quận trưởng cho Pháp giấu thân phận cho ông Ba Quốc. Cái tên Nguyễn Văn Tá của ông Ba Quốc là do ông Đặng Văn Hàm đặt. Qua sự giới thiệu của người con rể, ông thừa biết ông Ba Quốc là Việt Minh. Nhưng sau tất cả cách ăn ở thật thà, tình nghĩa của ông Ba Quốc, gia đình ông Đàm Y rất thương yêu ông, bao che tất cả cho ông Ba Quốc. Ông Đàm Y là bạn thân của bố bà Ngô Thị Xuân, nên bà Xuân được vợ chồng ông Đàm Y coi như con cháu. Biết ông Ba Quốc tìm vợ con thất lạc, không có kết quả, vợ chồng ông Đàm Y nhiều lần muốn làm mối bà Xuân cho ông, mục đích là muốn có được một người con rể tử tế như ông. Vì vợ chồng ông Đàm Y thương bà Xuân như con ruột. Sau khi hoạt động ở Hà Nội một thời gian, ông Ba Quốc được lệnh vào Nam. Đến khi chuẩn bị di cư, gia đình ông Đàm Y lại đề cập chuyện đó với mong muốn ông Ba Quốc cùng gia đình ông bà vào Nam. Nhưng vấn đề gay cấn nhất là hồ sơ nghi vấn Việt Minh của ông vẫn còn chỗ cơ quan công an địch. Với hồ sơ đó, chắc chắn ông vào Nam sẽ bị bắt. Chỉ có điều,
nếu không phải là máu mủ thì chẳng việc gì ông Đàm Y phải giúp đỡ ông Ba Quốc nhiệt tình cả. Chính vì thế, ông Ba Quốc phải làm sao trở thành con cháu trong nhà, lúc đó ông Đàm Y mới có động lực để giúp đỡ. Nếu trở thành người nhà của ông Đàm Y thì việc xóa hồ sơ đó sẽ dễ dàng. Bà Xuân cũng có tình cảm với ông Ba Quốc, đồng thời gia đình bà Xuân rất ngưỡng mộ tính cách cần cù, chịu khó của ông. Chính vì thế, mọi tính toán đều rất thuận lợi. Ông Đàm Y liên hệ thẳng với chánh án tòa án tối cao lúc đó, rút toàn bộ hồ sơ nghi vấn ra khỏi cơ quan công an. Chính vì thế, ông thoải mái vào Nam oanh tạc. Ông báo cáo với tổ chức đồng ý. Thế nhưng rào cản lớn nhất bây giờ không phải là chuyện thủ tục ấy nữa, mà là câu chuyện với bà vợ cả. Một người sống rất tình cảm, có trước có sau như ông Ba Quốc, tất nhiên sẽ chẳng thể nào rũ bỏ được vợ cùng với hai đứa con của mình. Sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, ông Ba Quốc quyết định về nói thật với vợ, và điều không ngờ là vợ ông quyết định đặt quyền lợi đất nước lên trên lứa đôi. Sau khi nghe chồng chia sẻ về nhiệm vụ mà tổ chức giao cho vào Nam hoạt động phải lấy vợ khác để tạo vỏ bọc, bà Thanh vợ cả của ông đã lặng lẽ gật đầu đưa cho ông đôi hoa tai, quà cưới duy nhất của vợ chồng ông, và nói rằng ông lấy đôi hoa tai này mà làm quà cưới cho vợ hai. Thế nhưng phải nhớ ghi tên trên giấy tờ vợ sau là vợ kế đấy nhé. Tất nhiên là một người nghĩa khí như ông Ba Quốc không làm sai đến nửa lời. Đây có thể nói là một sự hy sinh quá lớn mà có lẽ sẽ chẳng có một bà vợ nào khác có thể chấp nhận điều đó, chấp nhận để chồng mình lấy một người phụ nữ khác làm vợ. Còn mình thì phải ở nhà gồng gánh hết mọi việc. Vì hoàn cảnh như thế cho nên ông có đến hai người vợ, một ở lại miền Bắc cùng với hai người con, và một cùng ông vào Nam, sau này có bốn người con, và một người con đầu đã mất từ nhỏ. Hồi đó, hai bà vợ của ông không gặp nhau, nhưng ông Ba Quốc đã làm trung gian cho hai người trao đổi thư từ với nhau. Anh Nguyễn Vũ, con trai ông Ba Quốc với bà Xuân đã tiết lộ là ông Ba Quốc vẫn còn giữ một lá thư mà bà Thanh gửi cho bà Xuân. Trong đó có câu, chỉ gửi anh Đức cho em chăm sóc, tuy chịu cảnh cho chồng mình lấy thêm vợ, nhưng bà cả Thanh cũng không ghét gì bà Hai Xuân. Cả hai vẫn viết thư đều, sau ngày giải phóng gặp lại, cả hai đều rất vui vẻ. Khi bà Thanh mất, bà Xuân bị bệnh, không ra được, nhưng các con của bà đều ra đầy đủ, họ rất thương bà Thanh, còn các con bà Thanh cũng rất thương bà Xuân như là mẹ của mình. Thế nhưng, đó mới chỉ là điểm khởi đầu của sự cực khổ. Sau khi ông Ba Quốc vào Nam, bà và hai người con nhỏ phải chuyển nhà lên tận nông trường chè ở Vân Lĩnh Phú Thọ để che mắt địch. Ở đây không có ai quen thân nên cuộc sống của bà vô cùng khó khăn. Đầu tiên là khó khăn về vật chất. Người ta có chồng đi bộ đội thì ở nhà có lương gửi về, còn bà thì không, tự làm tự xoay sở để nuôi hai đứa con của mình. Vất vả về vật chất đã đành, thế nhưng đau khổ hơn, khó khăn hơn về tinh thần, vì mọi người xung quanh đều đối xử với vợ con của bà quá tệ bạc. Trong mắt của mọi người, chồng bà là kẻ làm tay sai cho địch, con của bà có bố là kẻ bán nước. Chính vì thế mà họ hắt hủi cũng là điều dễ hiểu. Nhà của bà nằm trên một quả đồi ở nông trường chè, gọi là nhà nhưng đơn giản là bốn phiên tranh ghép lại vào với nhau, không có cửa gì cả. Muốn chui ra chui vào chỉ cần nhấc cái phiên tranh nó lên là được. Trời nắng thì còn đỡ, hôm nào trời mưa ba mẹ con lại chui vào một góc giường, căng tấm ni lông để chống chọi qua đêm. Tài sản giá trị nhất của mẹ con bà ngày ấy là một chiếc giường, đau đớn hơn ở chỗ, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi đi, bởi đất đó đâu phải là đất của bà, một năm có thể phải chuyển chỗ đi 3 đến 4 lần. Nếu muốn lấy lại nhà thì người ta chỉ cần bỏ đồ đạc của ba mẹ con ra ngoài sân, cứ có đôi vợ chồng nào mới cưới là người ta mời bà cùng hai mẹ con nheo nhóc đi chỗ khác. Người ta chỉ đến đâu thì đến đó. Trong mắt mọi người, chồng bà là kẻ bán nước. Chính vì thế mà chẳng ai tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của bà. Ngày đó, mình bà kèm hai đứa con nheo nhóc, một năm chuyển chỗ tới 4 lần. Thì chúng ta có thể hiểu được sự hy sinh của bà dành cho đất nước thật lớn lao. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao người ta phải chuyển bà đi chỗ khác như vậy? Đó là bởi nguyên tắc nghề làm tình báo. Nếu mà vợ con ông Ba Quốc ở lại chỗ cũ, xung quanh hàng xóm đều biết rất rõ về gia đình ông, biết gia đình ông là gia đình cách mạng, thì CIA điều tra ra chắc chắn ông Ba Quốc sẽ bị lộ. Gốc gác của gia đình như thế thì chẳng có lý do gì mà ông Ba Quốc bán nước.
làm nghề tình báo mà để địch nghi ngờ là điều vô cùng cấm kỵ. Chính vì thế mà lãnh đạo cấp trên chuyển vợ đến chỗ mà không ai biết gia đình ông là ai. Bởi như thế mới thoát được sự nghi ngờ của CIA. Câu hỏi đặt ra, tại sao lúc đó nhà nước không trích một chút ngân sách cho vợ con ông Ba Quốc? Trích một ít ngân sách quốc gia để hỗ trợ một gia đình đó là điều quá đơn giản. Thế nhưng, nhà nước chỉ cần có một hành động nào đó quan tâm một chút đến gia đình ông thì chắc chắn ông Ba Quốc bị lộ. Những nhân vật CIA cải cắm mật vụ trong bộ máy chính quyền của ta chỉ cần suy luận là ra. Chính ông Ba Quốc ở phần trước cũng đã tìm xem có bao nhiêu CIA cải cắm trong chính quyền ta. Chính vì thế, ngày đó chỉ có 1 đến 2 người biết đến hoàn cảnh thật của gia đình ông Ba Quốc. Họ cũng không làm gì được, cũng chỉ biết cắn răng đứng nhìn vợ con ông Ba Quốc vật lộn với cuộc sống mà thôi. Câu hỏi đặt ra là, ông Ba Quốc có biết những việc này hay không? Câu trả lời là có. Có thể ông không biết tận tình chi tiết, nhưng ông hiểu rằng khi ông chọn nghề tình báo thì vợ con ông rất khổ. Tất nhiên, không có người cha nào muốn rời gia đình, người cha nào cũng muốn gần gũi con cái, người vợ thân thương của mình. Thế nhưng vì sứ mệnh cao cả mà Tổ quốc giao cho, ông Ba Quốc đành phải gác lại những điều đó. Ông Ba Quốc trước khi đi, ông bảo với bà Thanh rằng anh phải đi 2 năm nữa sẽ về. Thế mà sau lần từ biệt ấy, hơn 20 năm sau, ông mới trở về gặp lại vợ con. Con gái của ông ở nhà là bà Đặng Thị Chính Giang có hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, tại sao các bạn có bố mà con lại không có? Thế bố đi đâu hả mẹ?" Câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ, thế nhưng nó là một câu có sát thương cực lớn. Lúc này, vợ của ông Ba Quốc chỉ lặng lẽ trả lời rằng: "Bố đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc, 7 năm là về con ạ." Nghe được câu trả lời đó, con gái của ông Ba Quốc ở nhà vui lắm. Đi đâu ai hỏi cũng bảo là cháu có bố đấy chú ạ. Bố của cháu đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc đấy. Chỉ cần tưởng tượng sự hồn nhiên của đứa trẻ nói ra câu ấy, thì ta có thể hiểu được ước mong được gặp bố, niềm tự hào khi có bố của đứa trẻ lớn lao như thế nào. Ngày đó, hễ gặp ai đi Trung Quốc về, đứa trẻ đó cũng ra hỏi thông tin về bố. Thế trong nhà có một chú đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc, cô bé Giang nhanh nhảu ra hỏi xem có gặp bố ở bên đó không. Người chú đó không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, nên đã thật thà trả lời rằng: "Làm gì có, bố cháu có đi học Trung Quốc đâu." Thế nhưng, đứa trẻ ấy vẫn khăng khăng khẳng định: "Đúng mà, mẹ cháu nói rằng bố cháu đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc." Nghe đến đây, người chú kia hiểu ra chuyện không biết nói gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bằng niềm tin mãnh liệt, đứa trẻ đó vẫn tin là nó có bố đang học lái xe hỏa ở Trung Quốc, 7 năm nữa là về. Sau khi lớn lên, bà Giang có kể rất nhiều về tuổi thơ của bà. Trong khoảng thời gian 20 năm đó, bà Thanh cùng hai con vật lộn với cuộc sống khổ cực, khoảng thời gian trên nông trường vất vả, đồng lương ít ỏi mà phải nuôi ba miệng ăn. Bà Thanh là con gái Hà Nội, được học hành tử tế, vậy mà lên đến Vân Lĩnh phải làm đủ công việc từ cuốc đất, trồng chè, giữ kho quần áo, bảo hộ lao động và nhiều công việc nặng nhọc khác, mà ăn uống có bao giờ no đủ. Cả ba mẹ con chỉ trông chờ vào một suất gạo của bà Thanh, nên việc ăn sắn ăn khoai là trường kỳ, thậm chí có thời gian cả tháng trời phải ăn sắn. Ngày ấy ở nông trường có một căng tin, thấy người ta ăn, hai đứa con ông Ba Quốc thèm lắm. Nhưng đối với họ là cả một vấn đề. Có lần thèm quá, hai đứa trẻ về xin mẹ. Bà Thanh không có tiền, nhưng thương con, bà cũng cho chúng một đồng xu lẻ. Số tiền đó chỉ đủ mua một tô phở. Thế là hai chị em hăm mở đến căng tin xếp hàng. Đến lượt hai chị em mua thì đồng xu đó đã rơi đâu mất. Hai đứa trẻ buồn bã quay về nhà nói với mẹ. Bà Thanh không nỡ trách hai đứa con, đành bảo con về nhà đi, đợi mẹ đi mua. Bà Thanh chỉ biết an ủi vậy, nhưng thực chất những đồng xu đó là số tiền cuối cùng còn lại trong nhà. Bà Thanh đi rồi về tay không, bà bật khóc bởi cơ cực quá, không lo nổi cho con một bát phở. Những người làm cha làm mẹ rồi mới hiểu việc để con mình kém cạnh người khác là một thiệt thòi lớn như thế nào. Đằng này, chỉ là một bát phở bà cũng không mua được, cho thấy sự bất lực của người mẹ ra sao. Đâu chỉ là cái ăn, cái mặc cũng là một vấn đề nan giải đối với ba mẹ con. Có mỗi một chiếc quần tử tế, bà Thanh và con gái mặc chung. Khi đi học thì con gái mặc, khi cần đi họp hành thì bà lấy mặc. Chính vì điều này, bà Thanh bị nông trường phê bình rất nhiều
về việc mặc đồ chung với con gái, nhưng vì quá nghèo biết làm thế nào được, cái ăn còn không đủ thì lấy đâu ra cái mặc. Không những cái ăn cái mặc, chuyện học hành của hai đứa con của ông Ba Quốc cũng rất nhiều như khê. Khi bà Giang học đến lớp 4, tự nhiên nhà trường không cho học nữa. Hồi ấy vào đầu năm học, những cháu gặp khó khăn hoặc gia đình bộ đội, gia đình cán bộ công viên thì được nhà trường cho sách giáo khoa hoặc tập vở. Còn bà Thanh thì không có gì, lại có tin bố là phản động, chạy theo địch nên nhà trường không cho học tiếp. Bà Thanh phải nhờ một ông ở nông trường đứng ra can thiệp cho con thì mới được học tiếp, nhưng cũng không được cấp sách vở. Con gái của ông Ba Quốc là học sinh giỏi văn, nhưng nhà trường cũng không cho đi thi. Cho đến khi bà Giang học xong lớp 5, thì trên cục cơ quan tình báo quân đội thông báo cho con gái ông Ba Quốc vào học trường học sinh miền Nam dành cho nữ, khi ấy ở Hải Phòng. Thế là bà Thanh cho con gái về Hà Nội để chờ nhập học. Chờ hết tháng 8, không thấy gọi. Đến sau mùng 2 tháng 9, cũng không thấy gọi. Ông nội lên cục hỏi thì được trả lời rằng nếu cho cháu vào học thì ông Ba Quốc sẽ bị lộ, các anh trong cục chỉ nói với ông và bà Thanh thôi, còn với cô con gái thì họ nói ngắn gọn, trường miền Nam đủ học sinh rồi, không nhận nữa. Chuyện học của cô con gái của ông Ba Quốc là như vậy, nhưng chuyện học của cậu con trai còn phức tạp hơn nhiều. Học xong cấp 2 thì nhà trường cũng không cho học nữa. Bà Thanh gọi con gái về bảo ra trường cấp 3 xin cho em, nếu không cho học chính quy thì học dự bị cũng được. Nhưng họ dứt khoát không cho, chính quy cũng không cho, mà dự bị cũng không cho. Thế là cậu ấy phải về nông trường đi làm mất một năm. Nói chính xác là đi chặt nứa về bán cho nông trường. Lúc đấy cô bé Giang đã lớn nên chạy lên cục nhờ các cán bộ ở đó đón tiếp. Và bà Giang làm sẵn một cái đơn nhờ các anh ấy chứng nhận. Nhưng các cán bộ ở đó bảo không thể chứng nhận được. Nếu có con đang đi học chữ thì có lẽ ta mới hiểu được nỗi khổ của người có con mà không được đi học như các bạn cùng trang lứa đau đớn như thế nào. Các bạn đồng trang lứa được cắp sách tới trường, con mình không được đi học như các bạn lại phải quay sang đi làm. Cuối cùng, có một chú tên là Kình, bạn thân của ông Ba Quốc đứng ra bảo lãnh. Ông Kình là cán bộ quân đội, chỉ huy cấp sư đoàn. Ông nhờ bạn bè lo cho con trai của ông Ba Quốc vào học trường trung cấp quân giới. Mặc dù thi đậu, nhưng khi đến trường thì bị đuổi về vì lý lịch. Ông Kình lại chạy đi lo một lần nữa mới được. Ông nói rằng tôi phải lo cho cháu chứ, mai kia anh ấy về thì tôi biết nói sao với anh ấy đây. Nhưng rồi không bao giờ chú ấy còn gặp được ông Ba Quốc nữa, vì sau đó ông ấy đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Người con trai ông Ba Quốc sau này, giữa lúc chiến tranh diễn ra ác liệt, anh đã đăng ký vào bộ đội, nhưng cũng vì lý lịch không trong sạch của anh mà người ta đã không cho anh nhập ngũ. Thời đó nhà ai cũng khổ, nhưng quan trọng, nhà ai cũng có một người đàn ông gồng gánh san sẻ. Còn đây, bà cả lại phải ở một mình gồng gánh mọi thứ. Nhiều khi bà muốn có một người đàn ông trong nhà để chia sẻ với mình. Đến nỗi đêm ngày 28 tháng 3 năm 1971, bà đã ngậm ngùi làm bài thơ có đoạn mở đầu như sau: anh vui vẻ, con ngoan, vợ đẹp, nhớ tới ai tháng đợi năm chờ, tình cảm trong thư nào có thấy, chắc quên rồi đâu nhớ tới ai. Khó khăn đủ đường như thế, nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng để chồng yên tâm làm tình báo. Bà không hé răng than thở nửa lời, lúc nào cũng lầm lũi nuốt nước mắt vào trong để chồng mình yên tâm làm nhiệm vụ. Nếu chẳng may có lúc nào đó bà túng quẫn quá, bà nói thẳng với mọi người là chồng của bà làm tình báo phục vụ đất nước, chứ không phải là kẻ phản quốc như mọi người nghĩ, thì không hiểu hậu quả lớn ra sao. Cần có người đàn ông trong nhà là vậy, nhưng khi đất nước giải phóng, chồng bà được trở về, thì bà lại lúng túng hoàn toàn, không biết phải làm như thế nào. 21 năm xa nhau, đó là một khoảng thời gian quá lớn để hai người thay đổi. Thế nhưng, duy nhất chỉ có tình cảm của ông bà dành cho nhau vẫn nguyên vẹn. Ngày 5 tháng 5 năm 1975, ông Ba Quốc được trở về, bà đã làm bài thơ đầy nước mắt với đoạn mở đầu như sau: năm ngày em sống trong mơ, thấy anh em vẫn còn ngờ chiêm bao, nhìn nhau lòng thấy nghẹn ngào, mừng mừng tủi tủi vui nào vui hơn. Xa nhau 21 năm tròn, gặp nhau cháu gọi là ông với bà. Sau 21 năm xa cách, ngày đoàn tụ ai cũng đều biết xưng hô như thế nào.
Chỉ riêng vợ ông là lúng túng, bà không biết gọi là chồng hay ông. Vì tình yêu thì vẫn nguyên vẹn như thủa đôi mươi. Thế nhưng tóc nay đã bạc và hai người đã có cháu đầy đủ. Ông Ba Quốc thì cũng rất khó xử với điều này. Sau 21 năm xa cách, ông nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Thế nhưng dường như khoảng thời gian đó quá dài, nó đã khiến cho cuộc đoàn tụ của ông không được như các gia đình khác. Ông Ba Quốc lúc này trở về, ông và vợ không biết xưng hô như thế nào, bắt đầu tâm sự từ đâu. Con cái ông đã lớn và không thể tưởng tượng và chấp nhận nổi đó là bố mình nữa. Trong tưởng tượng cô con gái lúc đó, bố là người thanh mảnh, nhẹ nhõm, ngọt ngào, chứ không giống như người bố mà cô gặp ngay lúc này. Người gì trông vừa nghiêm khắc, vừa đen lại còn xa lạ nữa. Chưa dừng lại đó, đến ngày bố trở về thì cô con gái mới biết chuyện bố có vợ hai trong nam. Đây có lẽ là điều khó xử nhất trong cuộc đời làm tình báo của ông Ba Quốc. Bao nhiêu thế khó, tranh giành phe phái kích động đảo chính, ông xử lý rất đơn giản. Thế nhưng trong tình huống này, ông không biết giải thích sao cho cô con gái đã trưởng thành, đầy đủ nhận thức. Liệu con gái của ông có suy nghĩ rằng ông bỏ đi ăn chơi để ba mẹ con vất vả ở nhà hay không? 21 năm xa cách, chưa thể nào có thể quen được với sự xuất hiện của người đàn ông trong nhà. Chưa thể tưởng tượng được mình có bố và bố mình lại như thế. Mọi thứ bình thường đã khó chấp nhận rồi. Thế nhưng cô con gái lại biết bố mình có thêm vợ hai. Cuộc đoàn tụ được 2 ngày thì ông Ba Quốc nhận lệnh phải vào Nam ngay để tiếp nhận phủ đặc ủy trung ương, vì lúc này Sài Gòn đã được giải phóng và việc này là việc không có một ai làm thay thế ông được. Thế là ông Ba Quốc lại vội vàng lên đường vào Nam khi còn chưa được tâm tình với vợ chuyện gì. Sau 21 năm xa cách, khi mà hai đứa con còn chưa quen tới sự có mặt của ông, đau đớn thay khi biết tin ông phải lên đường, bố của ông Ba Quốc không thể chịu được nỗi đau cha con xa cách. Chính vì thế mà ông cụ đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mù cả đôi mắt. Đó là những đau thương, những mất mát quá lớn ông Ba Quốc mà có lẽ không một người chồng, một người cha, một người con nào có thể chịu sự hy sinh mất mát lớn đến như vậy. Tất cả được ông cắn răng chịu đựng để dồn toàn tâm toàn ý vào phục vụ Tổ quốc, tất cả vì độc lập tự do cho dân tộc. Vậy câu hỏi đặt ra là ông và bà hai trong Sài Gòn có cuộc sống ra sao? Trong suốt 20 năm sống ở Sài Gòn, ông phải dành một phần lớn kể tiền lương của mình cho việc gây dựng cơ sở hoặc sau này cho những người cung cấp tài liệu cho ông ở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn cũ. Vợ hai ông phải cất giấu, dành dụm để có tiền nuôi con, để phòng trường hợp ông bị bắt. Vì vậy cuộc sống gia đình ông quá thiếu thốn. Ông Ba Quốc đã từng cho rằng hồi đó ông sống kham khổ như một nhà tu. Như chúng ta đã biết, làm ở Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Trần Kim Tuyến, ông nhất thiết phải vào Đạo Công giáo. Nhưng ông không vào Đảng Cần Lao. Vào Đảng Cần Lao lúc đó có thể có khả năng thăng tiến nhanh, nhưng sẽ không an toàn nếu thời thế thay đổi. Và thực tế chứng minh ông đã lựa chọn đúng. Cả nhà ông đi nhà thờ, các con ông học trường của Công giáo. Người con thứ ba của ông nói rằng hồi ấy anh đi nhà thờ, đi học trường La Sen Đức Minh, Kinh Thánh thì đến bây giờ vẫn còn thuộc. Nhưng ông không cho các con ông tham gia các hội đoàn Công giáo. Các con đi học về, ông bắt ở nhà, không cho giao du với ai. Mục đích duy nhất của các con ông chỉ là học. Ông rất ghét Mỹ nên trong nhà không bao giờ xài đồ Mỹ. Buổi tối xem TV, ông chỉ cho bọn trẻ coi phim hoặc văn nghệ. Đến chỗ Nguyễn Văn Thiệu phát biểu hay các chương trình về quân đội, ông tắt máy không cho coi. Nhờ vậy mà các con ông biết là ba mình là người cộng sản và giúp ông Ba Quốc chụp hình, ghi chép và giấu những tài liệu gửi về chiến khu. Vợ hai luôn sống trong lo sợ một ngày chồng bị phát hiện. Và sự thật thì cuối cùng cũng bị lộ. Bà và các con ông bị tra tấn rất dã man như số trước đã nêu. Có thế chúng ta mới thấy được làm nghề tình báo đau đớn vất vả ra sao. Nó là cả một quá trình đầy máu và nước mắt của bản thân và gia đình ông. Trước khi bị lộ, ông đã có rất nhiều pha mạo hiểm đưa mình vào thế bị nghi ngờ và theo dõi một thời gian dài. Vậy câu hỏi đặt ra là ông đã làm cách nào để vượt qua khoảng thời gian đó? Câu hỏi đó sẽ được giải đáp vào số sau, phát sóng vào lúc 19:30. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày
Xin kính chào và hẹn gặp lại.